chia sẻ bằng cái này luôn hả? Không, vô chỗ tìm Hoàng Huy á. Vô tìm. Xin chào mọi người nha. Chấm bài lên giúp em nha mọi người ơi. Chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em nha. Để em một chút xíu nữa nha. Để em một chút xíu ạ. Em lên lô mới cho các chị nha. Rồi ạ, cố gắng chấm bài tương tác nha mọi người nha. Em thấy bị ẩn comment rồi đó. Trên này không thấy comment. Có quần váy không ạ? Hình như lộn vào đó một ít thôi chị. Còn đa phần là quần lụa nha. Nói chung là hàng mới. Quá. Wow. Rồi cố gắng chấm bài và tương tác mạnh tay cho em ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha mọi người nha. Em chào chị Mai Thảo Nguyệt. Em chào chị Nguyễn Lan Hương. Chào tất cả mọi người nha. Rồi mọi người đang xem thì cố gắng chấm bài và tương tác lên giúp em nha mọi người nha. Tương tác mạnh tay lên cho em. Hàng hôm nay về rất là đẹp luôn nha. Hàng 3D ạ. Và hàng 3D, hàng quần lụa về nhiều lắm nha. Dạ, chào chị Vô Thường, em chào chị nha. Rồi ạ, các chị thương em thì cho em xin vài nút chia sẻ nha mọi người nha. Hôm nay ở đây thì cũng đang mưa, cũng rất là mát. Rất là mát luôn, nhưng mà em la em nóng rồi, em phải mặc đồ này chứ không là ra đường là lạnh lắm luôn nè. Rồi ạ, cố gắng chấm bài và tương tác lên giúp em nha mọi người nha. Rồi em chào chị Trần Huệ này, trông đợi nãy giờ ạ. Dạ, nói chung là nhiều khi á, chị biết không, nhiều khi mệt á, muốn la kiểu muộn hơn một tí á, nhưng mà sợ các chị chờ, với lại tại cái khung giờ của em like nó quen rồi, sợ các chị chờ em nên thật sự em phải lên đúng giờ cho mọi người nha. Dạ có chị Dương Lan có thì em sẽ báo nha. Có hôm nay có cả váy cách tân, váy để các chị mặc với cách tân ấy. Rồi cố gắng chấm và tương tác lên giúp em nha, chia sẻ lên giúp em nha mọi người nha, chia sẻ lên giúp em nha. Rồi ạ, mỗi chị cố gắng chia sẻ lên cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm nha mọi người nha. Rồi ạ, rồi bên này các chị ạ, tương tác lên giúp em nha mọi người. Tương tác mạnh tay lên cho em ạ. Đầu la em tặng nha. Đầu la em tặng này một cái chân váy nè. Một cái chân váy màu xanh. Chờ cái này về các chị phối với áo dài cách tân cho em nha. Một chân váy màu xanh cho em nha. Con này em tặng các chị với giá 0 đồng nha. Rồi ạ, chia sẻ lên giúp em ạ. Cố gắng chỉ cần em không cần các chị phải chia sẻ nhiều đâu nha mọi người. Chỉ cần chia sẻ lên hai lần lên trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm thôi là ok rồi nha. Yến nhắc dùng cái bao quần lụa vào đây đấy. Ây, dặn bằng quần đó mọi người ơi, bằng quần đó nha. Rồi tương tác lên cho em nha mọi người, tương tác lên cho em nha. Bên này có vẻ hôm nay bên này lên chậm quá nè. Lên đúng mã là mã 0 đồng kèm số điện thoại cho em nha mọi người. Lên cho em là mã 0 đồng nha, em tặng 0 đồng ạ. Áp dụng các chị chia sẻ nha, 0 đồng và kèm luôn số điện thoại cho em ạ. Cố gắng cho em xin hai lần chia sẻ lên trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm nhá. Áo vàng này sẽ SM chị, con này sẽ SM mặc vừa. Nói chung hàng này hôm nay bình thường hàng 3D á, bình thường mà hàng 3D là các chị ít size nhỏ đúng không? Hôm nay nhưng mà hôm nay sẽ SML về nhiều lắm, hôm nay sẽ SML về rất là nhiều. Nên các chị đợi em một chút xíu nha, để em chút xíu nữa. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Cho em xin 2 phút chia sẻ thôi. Em sẽ chia sẻ một tí thôi và em chào bầu. Rồi em cảm ơn chị Lê Hàng Hải này. Rồi chào mọi người, cố gắng tương tác lên cho em. Hôm nay hàng về rất là đẹp nha. Hàng mới, hàng thanh lý thì cũng có hết. Các chị thích hàng gì thì cứ bảo em nha. Rồi cố gắng chia sẻ lên giúp em nha mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em để em like nha. Để em like. Rồi trên bài xanh 0 đồng này em trước cho chị Trần Huệ một con này. Rồi cố gắng tương tác cho mọi người nha. Con này là 0 đồng. Con này là em tặng 0 đồng nha. Rồi ạ, comment nhanh tay cho em nha mọi người ơi, siêu đẹp luôn nha. Hôm nay hàng về rất là đẹp luôn, tặng 0 đồng nhá. Rồi ạ, đầu la tặng các chị một cái quần vàng nữa. Rồi, một cái quần phim mới tinh luôn.
Con này em cũng tặng các chị không đồng luôn nha. Con này em cũng tặng không đồng ạ. Lên cho mã quần vàng không đồng kèm số điện thoại cho em nha. Mọi người ơi, chị nào bên này thì cố gắng chấm lên cho em này, bên hội nhóm này. Chấm lên giúp em nha mọi người ơi, cố gắng chia sẻ lên cho em nha. Cố gắng chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Hôm nay view có vẻ là khó lên bên này luôn này. Rồi tương tác mạnh tay lên cho em đi mọi người ơi, tương tác mạnh tay lên cho em nha. Rồi mã quần vàng không đồng nha. Quần vàng không đồng này em chúc cho chị Mai Thanh này. Rồi ok này, rồi cố gắng tương tác lên giúp em nha mọi người, cố gắng tương tác nha. Thật sự hôm nay giá siêu đẹp và rẻ luôn á. Nói chung là hàng mới về rất là nhiều mẫu mới đẹp rẻ nha. Rồi con này ạ, một cái quần lụa màu đỏ đi, quần lụa màu đỏ bình thường á. Em không có hàng ba mấy ngàn để bán các chị đâu, các chị không có đâu. Em chỉ có hàng nghiêm là hàng 60k thôi, hàng nghiêm là hàng 60 thôi nha. Và hôm nay sẽ bán tặng các chị ạ, đầu lai 39k nha. Hàng này em lấy từ hàng 60k bán tặng các chị ạ, đầu lai với giá là 39k. Tặng màu đỏ nha, quần màu đỏ rất là dễ phối nha mọi người ơi. Cột chặt đó rồi. Rồi ạ, quần màu đỏ siêu dễ phối luôn. Lên đúng mã cho mã quần đỏ kèm size nha. Em chỉ có size SML thôi nha mọi người ơi. Có đúng size SML thôi nha. Đỏ lụa như thế này em vẫn đang bán các chị với giá là 60k. Cho em vào không đồng hả? Dạ rồi, ok. Chúc chị Nguyễn Tâm một cái này bên trang nhóm này, không đồng nha. Rồi con này lên đúng mã nha. Áo phà sau lưng là size SM chị Nguyễn Kim Hằng ơi. Phà sau lưng là size SM. Hàng 3D hàng mới hôm nay bán các chị già cũng siêu rẻ luôn nha. Rồi ạ, quần đỏ size S này 39k hàng lụa nha mọi người nha. Để đây ạ, nó bị nhăn thôi này, các chị nhìn hàng lụa giúp em nha. Rồi ạ, quần đỏ size S 39k chứ chị Trúc Diễm này. Mọi người lấy thì cứ comment cho em ạ, quần đỏ kèm size nha. Quần đỏ này hàng lụa bình thường em đang bán các chị là 60k. Là em đã bao giá toàn Facebook cho mọi người rồi. Hôm nay em lựa ra khoảng cỡ chục con. Em sẽ tặng các chị với giá 39k nha. 39k này. Rồi size S này cho chị Trúc Diễm này. Rồi ok này, size S cho chị Trúc Diễm này. Rồi mọi người lấy thì comment cho em, có không có nhiều đâu ạ. Có tầm chục con đổ lại thôi mọi người nha. SML nha, em có size S, size M và size L. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi ạ, quần đỏ Oanh Nguyễn trước hàng kèm số mọi người ơi. Quần lụa em bạc vàng các chị có 39k là nó rẻ nhất thị trường rồi. Quần vàng hả, quần vàng em hết rồi, tìm này em lên. Rồi quần đỏ này, quần đỏ size S, size M cho chị Xuân Lưu. Này nói chung là phía sau lưng này nó là lưng thun nên các chị mặc thoải mái cho em nha. Mặc thoải mái cho em ạ. Rồi quần đỏ size này cho chị Xuân Lưu này. Rồi ok này. Quần đỏ này, quần đỏ cho chị Lệ Đá này. Lệ Đá size L này. Rồi em còn hai con thôi, chị nào nhanh tay thì được cho em nha. Nhanh tay thì được nha mọi người nha. Rồi ạ. 1, 2, 3, 4. Rồi em còn mấy con này. Rồi quần đỏ này, quần đỏ size S này cho chị cô ba cái nước này. Quần đỏ size S cho chị cô ba cái nước nha. Rồi ạ. Quần đỏ kèm size mọi người nha. Quần đỏ kèm size hiện tại em chỉ còn size SM thôi. SM mặc chung được các chị ơi, có một con L. Rồi quần đỏ size L này, quần đỏ size L cho chị quần đỏ hai cái size ML cho chị TB Hoàng. Size ML cho chị TB Hoàng. Nói chung á, quần này SM gì cũng ok hết nha. Rồi bán tặng các chị 39k thôi. Này của chị TB Hoàng này. TB Hoàng này, rồi tạo đơn này này. Rồi còn một con ạ, size SM nha mọi người nha. Còn size SM. Quần đỏ size S thì chị Hồng Nhung. Quần đỏ size S thì chị Hồng Nhung. Em hết quần đỏ size L rồi chị ơi. Em hết quần đỏ size L rồi nha. Em chỉ còn một con size M thôi. Rồi ạ, một con ạ, cho chị Hồng Nhung. Còn một con size L này. Size L em cho chị Đặng Lan này. Size L cho chị cái này trước cho chị Đặng Lan này. Rồi cho chị Hồng Đặng Lan cái đó. Đặng Lan lên lại số cho em nha. Con này là của Hồng Nhung này, size S này. Hồng Nhung size S nha. Rồi ạ, chị nào chưa có nữa thì báo em nha. Hồng Nhung có chưa? Hồng Nhung rồi, chị Đặng Lan lên lại số cho em, chị Đặng Lan ơi. Con đó size L của chị Đặng Lan. Rồi em còn một con này size S. Size S này của ai đây? Anh Nguyễn bên này vừa nãy là chốt cái gì? Anh Nguyễn này của đỏ size M này. Rồi cố gắng chấm tương tác mạnh tay lên cho em và chia sẻ lên cho em nha mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. Đầu like em tặng nha. Đầu like em tặng quà nha mọi người nha. Rồi con này ạ, một con size XL cho em nha. Tặng các chị nha, đầu like áp dụng chia sẻ bài nha mọi người ơi. Tại vì mấy cái giá này Oanh Nguyễn có rồi ạ. Oanh Nguyễn có rồi nha. Mọi người cố gắng tương tác lên cho em nha. Tặng các chị đầu like nha mọi người nha. Với giá 60k. Hàng siêu mở luôn con này, hàng thanh lý nhưng mà mở 100% luôn con này luôn. Rồi size XL cho em ạ. 55 đến 60 cân mặc vừa cho em ạ. Rồi chị Đặng Lan có đơn rồi nha. Đặng Lan đỏ size L chị Đặng Lan rồi, ok ạ.
Rồi lại chốt cho mã cam 60k cho em ạ, size XL 55 đến 60k là mặc đẹp nhá. 55 đến 60k mặc đẹp cho em, siêu đẹp luôn. Rồi tặng các chị với giá là 60k. Lên đúng mã là mã cam cho em nha. Cam size XL 60 của chị Hồng Khanh. Cam XL 60 chị Hồng Khanh nha. Cảm ơn chị Hồng Khanh đã là người chia sẻ này. Mọi người cố gắng tương tác và chia sẻ lên cho em nha mọi người nha. Tương tác và chia sẻ lên cho em. Rồi một cái chân váy màu đen này các chị này. Chân váy này cho em nha. Nó là dạng form lửng như thế này. Mặc lên rất là dễ thương luôn cho em. Phối được toàn bộ nha. Phối được toàn bộ các loại áo cách tân luôn. Chân váy màu đen này em đang có này. Chân váy màu đen nha. Lên cho mã chân váy đen. Chân váy đen cho em tặng các chị 19k nha. Chân váy đen là kèm size giúp em nha. Chân váy đen kèm size có size này em chút size đó nha. FML XL giúp em nha. Nói chung là nói cho vui vậy thôi chứ chỉ có mấy cái thôi. Chị nào lại chút cho em nha. Chân váy đen kèm size form rất là đẹp luôn. Nói chung là phối với quần nào cũng ok. Phối với chân vào áo cách tân nào cũng đẹp nhá. Ở bên này view hôm nay lên chậm quá các chị ơi. Có áo xanh lên chuối không? Có quần dạ có chế ơi, có chế có chị Hồng Nhung ơi có nha. Lên cho mã chân váy đen cho em nha. Chân váy đen này. Chân váy đen sẽ ép cho chị Oanh Nguyễn bên này này, Oanh Nguyễn bên này khác này. Rồi chân váy đen size M cho chị Nguyễn Kim Hằng ép này. Cho chị Oanh Nguyễn bây giờ mới có đơn này. Rồi size M này cho chị Nguyễn Kim Hằng này. Bây giờ mới có Nguyễn Kim Hằng dồn đơn thì phải. Nguyễn Kim Hằng vậy là nãy phát đơn của chị Nguyễn Kim Hằng rồi. Nguyễn Kim Hằng này có quần ấy, có quần đỏ. Rồi có gì thiếu quần thì cứ báo nhân viên nha. Rồi chân váy đen của chị Nguyễn Kim Hằng em chốt rồi. Rồi chân váy size L dồn cho chị Kim Ngân. Chân váy size L nha. Em cảm ơn chị Oanh Nguyễn nhiều, cảm ơn chị Oanh Nguyễn nhiều nha. Rồi 19k thôi mọi người ơi. 19k. Hả? Nguyễn Kim Ngân hả? Kim Ngân. Giao hàng không đi được là không có, bên giao hàng không nhận hả? Rồi chân váy đen kèm size nha. Chân váy đen kèm size em có 1-2 con thôi. Em còn quần nhiều lắm, các chị chờ em nha. Rồi em lên các chị một cái áo nha mọi người ơi. Một cái áo cách tân cho em, áo cách tân của bé. Rồi con em tặng các chị 20k. Rồi bé 30-40 cân mặc vừa nhá. Chân váy đen size S cho chị Hồng Nhung một cái này. Chân váy đen size S thì một con size nhỏ cho chị Hồng Nhung một cái nha. Cái đó size to rồi, đây. Cái đó cho chị Hồng Nhung. Rồi 19k chân váy đen nha. Rồi con em tặng các chị 20k luôn. Cách tân bé cho em ạ. 30-40 cân là mặc vừa cho em nha. Lên đúng mã là mã cách tân bé cho em ạ. Tặng các chị 20k. Cách tân bé 20 mọi người ơi. Cách tân bé 20 nha. Cách tân 20k này. Cách tân 20 chút cho chị Thủy Trần. Mọi người bên này sao hôm nay bé lên đợi chậm quá luôn ấy. Cách tân bé 20k chút chị Thủy Trần nha. Rồi con ở trên kênh nha mọi người. Hàng 3D hàng mới 100% nha. Rồi hàng 3D hôm nay bà các chị đồng giá 79k một áo nha mọi người ơi. 79k hàng mới 100%. Rồi con này của cao 2 phân tay dài cho em ạ. Sẽ size màu mặc vừa lên cho mã trên kênh giúp em ạ. 79k nha. Mã trên kênh kèm số điện thoại cho em ạ. Mã trên kênh 79k kèm số nha. Trên kênh 79 nè. Rồi em lên các chị một con vàng cho em. Con vàng này sẽ S luôn, xả các chị 30k. Con vàng này sẽ S nha, xả các chị 30. Cái tên này em hết rồi. Và sẽ S em xả 30k cho em nha. Lên đúng mã vàng F30 giúp em ạ. Và sẽ S30k lên đúng mã nha mọi người nha. Và sẽ S hàng này hàng thanh lý cho em ạ. Còn hàng mới hàng 3D cho em là đồng giá 79 nhá. Rồi mã vàng sẽ S30. Ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Rồi ạ, xanh nọn chuối đây các chị ơi. Xanh nọn chuối cho em, vàng bơ xanh nọn chuối đây nha. Rồi lấy thì comment nhanh tay cho em ạ. Cột chắc quá. Có size L luôn chị ơi. Đừng xả em nhé, khi nào gửi được thì đi. Dạ rồi ok chị Kim Ngân nha. Rồi ạ, bên em sẽ cố gắng giữ đơn cho các chị. Nói chung là những cái vùng khó. Rồi con này ạ, xanh nọn chuối cho em nha. 5 cái chân váy đen size gì cũng được. Em hết rồi chị ơi, em hết chân váy đen rồi. Em còn là size gì cũng được ạ. Rồi 1 nè, 2 nè. Rồi ok Minh Ngoan Huyền này, mang 5 cái chân váy đen. 1, 2, 3, 4. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok, cơ chế nha, 19k thôi nha. Rồi ạ, 79k hàng trên kênh đúng không chị Nguyễn Linh ơi? Đúng thì ok cho em nha. Trên kênh là size SM mặc vừa. 79k lên cho mã trên kênh nha. Lấy thì ok cho em chị Nguyễn Linh nha. 79k. Thấy hàng mới này không cần ghi giá luôn. Rồi 79k này Minh Ngoan Huyền này em hình em chốt rồi. Minh Ngoan Huyền em chốt rồi. Rồi ok, chân váy đen em hết rồi chị Lê Tam ơi. Chân váy đen em hết rồi nha. Một con chân váy công chúa màu vàng này. Trời ơi đẹp chưa, 19k nha.
Con này các chị mặc ở già bình thường về áo dây đồ. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Linh. Ok chị Nguyễn Linh nha. Cái này các chị mặc lâu thế trả lời chị đi. Lâu thế trả lời chị đi. Có vấn đề gì không chị? Chưa nhận được thì chắc chị chưa tới ạ. Chưa nhận được hàng hay sao chị? Rồi trên bảy vàng cho em. Con này các chị mặc với áo bình thường ở nhà hoặc là áo cái tân đều ok nha. Rồi con này sẽ ép vào mặc vừa lên cho mã chân váy vàng, xả các chị 19k. Xả 19k nha. Chân váy vàng cho em ạ, có này là dạng kiểu đẹp lắm luôn, mới tinh luôn. Chân váy vàng ép mờ mặc vừa, chân váy vàng 19k cho chị Lê Tao này. 19k nha. Rồi ạ, quần lụa cho em FML. Trời ơi. Con này là màu vàng kiểu kiểu vàng nọn chuối á, vàng non á, kiểu kiểu vàng nọn chuối cho em nha. Lên đường mã cho em mã xanh nọn chuối đi các chị ơi, xanh nọn chuối cho em nha. FML. Xanh nọ chuối kèm size FML cho em. Rồi, xanh nọ chuối cho em kèm size FML cho em nha. 39k hàng quần lụa nhá. Hàng này là hàng 60k, hôm nay em chọn ra để giá các chị với giá là 39 này. Rồi ạ, size M và size A, size S. Ôi chết mẹ rồi. Này đầy quá. Size S em trước cho chị Trần Hằng. Size S em trước cho chị Trần Hằng nha. Rồi đợi em chút xíu, đợi em chút xíu. Ba nó từ ngày đầy vậy, phải bỏ bớt ra. Rồi size S đấy em cho chị Trần Hằng này, xanh chuối kèm size mọi người ơi, xanh chuối kèm size nha. Rồi size ML cho chị Văn Dung Trần. Size M, size L cho chị Văn Dung Trần. Ok nha, mấy cái này hả, size M, size L thì cũng ok hết, phía sau lưng của nó này. ML của chị Văn Dung Trần, Hương Thu Hương cho hàng kèm số chị ơi. Áo mẹ đỏ đằng sau bao nhiêu áo chị? Dạ rồi em lên luôn, hàng mới 100% nha. Hương Thu Hương size gì và kèm số cho em chị nha. Rồi hàng này 4 tà nha, con này là size XL, 2XL, 60-65 cân là mặc vừa cho em nha. Rồi ok chị Hương Thu Hương, xanh chuối này size M chị Hương Thu Hương, xanh chuối size S cho chị Hồng Nhung, size M này, rồi size M chị Hương Thu Hương, rồi size S cho chị Hồng Nhung. Rồi ok, chị nào lấy xanh chuối thì comment nhanh tay cho em nha. Xanh chuối non, size L chị Chế Ly, con này em bán 140 nha các chị ơi, hàng 4 tà nha. Hàng 4 tà size 2XL 60-65 cân mặc vừa. Lên cho em là mã 4 tà cho em nha. Mã 4 tà nha. Rồi con này xanh chuối size L này. Em chúc cho chị Chế Ly nha. Nói chung là quần này size M, L gì cũng ok hết nha. Rồi em chúc đúng size cho chị này. Rồi xanh chuối size M chúc cho chị Đặng Lan. Cái đó chị Chế Ly. Bây giờ mới có đơn thì bảo. Chế Ly bây giờ mới có đơn. Rồi size M chúc chị Đặng Lan. Xanh chuối kèm size nha. Cho chị Đặng Lan. Con này cho chị Đặng Lan. Con này cho chị Đặng Lan. Rồi một con size ạ, một con size gì đây? Một con size L cho chị Kim Hằng, một con size L nha. Size L em chốt cho chị Kim Hằng, Nguyễn Kim Hằng. Nguyễn Kim Hằng. Rồi em còn size FM nữa nha. Rồi em còn size FM nữa. Bao nhiêu một bộ vậy ạ? Dạ em sẽ báo giá từng cái cho mọi người nha. Báo giá từng cái cho mọi người. Này Nguyễn Thị Kim Hằng. Rồi xanh chuối size L cho chị Nguyên Vũ, xanh chuối size L nha. Em chốt cho chị Nguyên Vũ. Mọi người lấy thì cứ comment cho em nha. Nói chung là có size gì em sẽ chốt size đó cho mọi người. Rồi size L này em có nha. Size chuối này em còn một con size to mọi người nha. 1X này, 2X này. Size L này cho chị Nguyên Vũ này. Size L chốt cho chị Nguyên Vũ nha. Rồi size chuối, size S cho chị Dung Nguyễn. Này cho chị Nguyên Vũ này. Size chuối có quần tím Huế luôn các chị ơi. Hôm nay em trả hết cho các chị nha. Rồi cho chị Nguyên Vũ này. Size S cho chị Dung Nguyễn. Rồi mọi người lấy comment cho em ạ, size chuối kèm size nha. Rồi em hình như em còn size to thôi. Em còn size to thôi mọi người ơi. Rồi cố gắng tương tác nha. Có S không? Dạ em hết rồi. Size chuối size XL cho chị Cúc Hoa. XL nha. Cho chị Cúc Hoa. Mấy cái quần này là có lưng thun phía sau các chị ạ. Rộng một tí thì vào may vào hoặc là. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Linh, cái này hàng si á. Mà bây giờ em bỏ thêm mặt bầu á. Rồi ạ, cho chị Cúc Hoa. Rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em 39k một em quần lụa nha. 39k nha mọi người ơi, xanh chuối kèm size cho em nha. Rồi tí nữa em sẽ lên. Rồi lên các chị một cái áo này. Áo này em chỉ có size S thôi. Rồi áo này em chỉ có là size S 2 cái, size L 2 cái. Rồi số lượng ít nha mọi người nha. Rồi hàng 3D mới 100% xả các chị 79k. Đổ XL, hỏi dạ L, XL mặc ok hết đó chị ơi. Rồi kim phi vỏ size L sang chuối này. Kim phi vỏ này size L này. Rồi sang chuối này, ok này. Rồi mọi người lấy thì cứ comment cho em nha. Cái này nha, màu này là em này không có đủ size đâu ạ. Sang chuối size M, sang chuối size M. Sang chuối size M trước chị dâu tây. Sang chuối size M trước chị dâu tây.
Mấy cái này về ví dụ như là dâu tây em hết xanh chuối rồi chị ơi, em chỉ còn sai một con size to thôi này cho chị dâu tây. Rồi con này em có size S và size L, không có nhiều đâu các chị ơi, số lượng rất là ít luôn. Cái này mặc chị, các chị mà mặc là tết đó, là đúng đẹp luôn nha. Và kèm size S hoặc L cho em 79k nha, hàng mới 100% nha mọi người nha. Rồi lại chút ngay tay cho em ạ, mã vàng 79 kèm size S hoặc L nha mọi người. Bình thường hàng 3D bây giờ em rất là hiếm size nhỏ luôn. Hôm nay em về được một lô size nhỏ khoảng 100 cái thôi. Rồi chị nào lại comment ngay tay cho em ạ, thích size to thì cứ vào nhá. Và size S cho chị Trần Hằng qua bên này rồi hả? Rồi em còn vàng size S và L nha. Rồi mỗi size em chỉ có ít thôi. Size chuối size L hả? Em hết size chuối size L rồi. Lấy comment cho mã vàng kèm size S hoặc L nha. À, dạ rồi, đừng gửi địa chỉ cũ. Dạ rồi, có gì báo nhân viên chị Bao Nhung Trần nha. À, rồi, size L này em chúc cho chị Long Đài một cái này. Bây giờ mới có đơn này, hai cái thôi. Long Đài một cái này, 79k một áo thôi mọi người nha. Nguyễn Thị Kim Hằng một cái này. Em còn một con size S mọi người. Em còn một con size S nha, FM mặc ok cho em nha. Và em không có 2X rồi chị, thì này em lên mẫu size to nha. Và em còn một con size S, chị nào lấy chốt 79k thôi. Đẹp rẻ nha mọi người ơi, không có bao giờ có cái giá này đâu. Em chỉ còn một con size S, chị nào lấy chốt cho là mã vàng S nha. Và size S kèm số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Và size S kèm số này. Rồi lên các chị một con hồng này. Hồng này đẹp lắm luôn này các chị này. À, MLXL. Hồng này em có size này mọi người. Size S cho chị Phạm Thu. À, Phạm Thu có đúng số. Chị Phạm Thu nhìn lạ lạ này. Size S cho chị Phạm Thu nha. 79k một áo mọi người ơi. Tí nữa em sẽ lên cả quần lụa cho các chị về các chị phối nhá. Ôi đẹp quá. Rồi hồng kèm size cho em ạ. MLXL. Hồng kèm size cho em, số lượng rất là ít luôn nha mọi người ơi. Và em rồi và em chúc chị Phạm Thu là lên lại cái đơn này. Rồi lại comment nhanh tay cho mã hồng kèm size cho em ạ. ML và XL cho em đẹp lắm nha. Hàng mới 100 cho em nha, 100% nó nguyên riêng như này. Em trả các chị 79k nha. Nói chung là hàng thanh lý em bán rẻ nhất cũng 60.000 rồi. Các chị mua này thêm có 19-20.000 nữa mà được mới 100%, không lo về độ mới nữa. Và chất vải thì rất là đẹp cho em nha. Hồng kèm size M, L và XL cho em ạ. Tết rồi em toàn là lựa những cái màu gọi là sáng sủa cho các chị mặc nha. Diện Tết này có thể diện Tết có thể mặc đi dạy nha. Rồi hồng kèm size M, L và 1XL cho em ạ. Số lượng cũng rất là ít luôn. Chị nào mà vừa size gì thì chốt size đó cho em nha. Hồng sẫy color cho chị Thu Trâm Lê Thị này. Hồng sẫy color em chốt cho chị Thu Trâm Lê Thị nha. Rồi ạ, hết color hình như em hết luôn rồi. Em chỉ còn vàng ML thôi. Rồi em chỉ còn size vàng. À, em cảm ơn chị Sakura Bông nhận hàng rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị nha. Có size 3X luôn chị ơi. Vàng sẫy color hết rồi chị ơi. Tí nữa em lên mẫu khác nha. Hồng size L cho chị Nguyễn Tâm. À, Nguyễn Tâm này cách cũ này. Nhưng mà bên này chị chạy qua bên này. Rồi lên lại số điện thoại giúp em được không? Cho khỏi bị lộ Nguyễn Tâm khác á. Rồi hồng kèm size ML mọi người ơi. Rồi ạ, tớ chốt hôm qua, tớ hôm bữa tớ chốt mà không được. Hôm nay chốt đi chị ơi, hôm nay tương tác ít thì các chị cố chốt cho em nha. Rồi hồng kèm size ạ, hồng kèm size M và L em chỉ còn đúng 2 size thôi. Rồi chị nào lấy chốt cho em nha. Xỉ bao nhiêu? Cái này không có xỉ luôn đó chị, không có xỉ luôn, thật sự luôn. Cái giá này là giá em lấy tương tác thôi, chứ không có xỉ luôn đó chị. Giá này là xỉ bằng lẻ nha. Nếu mà xỉ các chị mua nhiều thì em hỗ trợ cước cho các chị thôi, chứ không có xỉ đâu mọi người ơi. Thì yên tâm là các chị mua giá rẻ nhất thị trường. Nói chung là bao giá cho mọi người nha. Rồi ạ, quần vàng cho em nha. Quần vàng em có mấy cái thôi. Rồi em lên các chị ạ. Rồi cố gắng chấm tương tác cho mọi người ơi. Chấm tương tác lên cho em nha. À, em xem màu vàng. Dạ rồi ok chị yêu. Rồi vàng này, quần màu vàng này em chỉ có nha. Quần màu vàng này ạ, em có một cái thôi. FM mặc vừa lên cho mã quần vàng 39k, hàng quần lụa nha. Chân chán vì không bán lẻ. Em bán lẻ chị Hồng size M cho chị Oanh Nguyễn. Em đang bán lẻ mà. Em đang bán lẻ, lẻ xỉ như nhau. Rồi Hồng size M Oanh Nguyễn do dồn đơn nha. Rồi ok. Nhung Trần khác rồi. Vậy hả chị Nhung Trần, có một Nhung Trần là lấy xỉ. Các chị yên tâm đi ạ. Và size M nha. FM chị Trần Hằng. FM chị Trần Hằng. Rồi con này ạ, một con vàng đậm đi các chị ơi. FM luôn. Lên đúng mã là mã vàng đậm cho em 39k một cái quần nha. Bình thường các chị mua 60k mọi người nhá. Và những nơi khác họ bán các chị với giá là 80k. Các chị không tin cứ nói chung là bây giờ Facebook rất là nhiều người bán luôn. Các chị cứ vô nha. Váy đen hả? Em hết rồi chị Đặng Trương Phương Lộc ơi. Em hết rồi nha, chốt mã khác ạ. Vàng đậm cho em ạ, lên cho mã vàng đậm nha. FM mặc vừa, chốt đúng mã là quần vàng đậm ạ. Vàng đậm nha, cái này em không có số lượng nhiều đâu. Các chị ơi, chốt đúng mã cho em là mã vàng đậm ạ.
vàng đậm kèm số cho em nha, vàng đậm kèm số điện thoại cho em ạ. Vàng đậm nha mọi người ơi, lên đúng mã đi các chị ơi, vàng đậm ạ. À, quần bà sẽ em hết rồi, lên cho mã vàng đậm, chốt đúng mã thì em mà dám chốt không thôi là lộ đơn của các chị á. Rồi em còn quần vàng đậm nha mọi người ơi. Hồng hả? Hồng size L hả? Hồng size L là này hả? Hồng size L cho chị Đặng Lan. Hồng size L cho chị Đặng Lan nha. Rồi ạ, à, quần tràng có quần lụa không ạ? À? Dạ có, nhưng mà quần tràng thì em không có sale chị, quần tràng em không sale nha. Rồi quần tràng em vẫn đang bán 60k. Rồi lên cho em là mã hồng sen kèm size SML. Đẹp lắm nha, 39k thôi. Hồng sen nha mọi người ơi. Sáng dạ. Gọi cho chị không được luôn. Bữa sáng gọi cho chị không được luôn đấy chị Ngư Phạm. Sáng bên em gọi chị mấy lần không được á. Rồi ạ, à, không phải áo. Rồi chị Đặng Lan bỏ cái áo ra. Rồi lấy chút chay tay cho em ạ. À. Quần hồng sen cho em nha. Quần đậm cho chị Long Đài. Quần vàng đậm chị Long Đài. Quần hồng sen. À có các bạn Zalo rồi á chị ơi. Còn các bạn Zalo chị vô nha. Rồi quần hồng sen này cho chị Hương Thu Hương một cái này. SML nha mọi người ơi. SML cho em lên cho mã quần hồng sen cho em rất là đẹp nha. Giá các chị 39k mọi người. Hàng này bình thường bán 60 nha. Quần này quần lụa cho em ạ. À. Quần hồng sen kèm size SML nha. SML XL có size nào em chốt size đó nha mọi người nha. Quần hồng sen kèm size SML XL có size nào em chốt size đó này. Rồi em lên các chị một cái quần này là quần lụa ngọc trai nha. Cái này quần lụa ngọc trai cho em ạ. À. Bộ mã các chị 39k luôn. Rồi quần hồng sen size L cho chị Đặng Lan. Size L cho chị Đặng Lan này. À, size M cho chị hả? Rồi hồng sen size M này cho chị Long Đài. Quần hồng sen size M chúc cho chị Long Đài nha. Mọi người lại cứ chốt cho em nha. Size M này, size M, size L, size M. Đã size M, FM mặc vừa rồi cho chị Long Đài nha. Rồi quần hồng sen chúc Đặng Lan rồi. À, dạ rồi ok chị có gì gọi lại cho em nha. Rồi size L này, em chúc cho chị Hà Lương. Sai lầm chứ chị Hà luôn. Mọi người lấy thì cứ comment cho em bây giờ mới có đơn ạ. Rồi ạ. Có thì chốt cho em nha. SML XL nha mọi người nha. Hồng sen kèm size SML và XL. Bây giờ em chỉ còn size hình như size nhỏ thôi. Rồi em chỉ còn size FM thôi. Em chỉ còn size FM thôi các chị ơi. Còn size FM thôi, SML. Hồng sen size SML FM cho chị Dubai Nhung Trần. À, em hết rồi chị Thu Trâm lên thì ơi. Quần tím size gì? Để tí nữa em lên nha. Quần lụa ngọc trai hả? Lụa ngọc trai này, con này là size L. Đẹp không các chị? Rất là đẹp luôn. Sẵn các chị 39k luôn nha. Quần này không phải phi đâu, mà chất của nó là chất lụa ngọc trai. Lên cho em ạ. À. Lên cho em mã quần xanh ạ. À. Quần xanh em có size L. Em có hai con thôi. Quần xanh em có size L nha. Quần xanh size L cho em ạ. À. Hà Thùy Nguyễn này. Rồi một cái chị Hà Thùy Nguyễn 39k mọi người nha. Ghi khách cũ đi ạ. À. Rồi con này size L mọi người nha, quần lụa ngọc trai rất là bóng, rất là đẹp luôn. Con này size L, ML mặc vừa, 50-55 cân mặc vừa cho em nha. Rồi quần xanh cho chị Hương Thu Hương, quần xanh chị Hương Hương 39k đồng giá hết mọi người nha. Rồi xanh lá này các chị ơi, xanh lá này em có size S này, xanh lá em có size ML. Rồi quần xanh lá này, trời ơi, cái này các chị về phối cho em với áo theo nha, theo cho em, phối áo theo cho em nha. Xay lá cho các chị nhìn form này, đẹp chưa? Xay lá kèm size SML cho em nha, số lượng rất là ít. Xay lá size M này cho xay lá size S cho chị Trần Hằng. S chị Trần Hằng. Rồi size M cho chị Hương Thu Hương. Rồi ạ, à, quần xay lá hả? Quần xay này. Quần xay cho chị Hà Thùy Nguyễn này. Rồi quần xay một cái chị Hà Thùy Nguyễn nha. Rồi ạ, à, có cái gì em chốt cái đó nha mọi người ơi, hết mất rồi. Rồi quần vài cái hết rồi. Theo quần xay đồ có cái này em chốt cái đó mọi người nha. Hà Thùy Nguyễn có đơn. Rồi ML mặc vừa nha, cái này quần váy cho em ạ. À. Lên đúng mã là mã quần váy cho em nha. Size ML mặc vừa lấy comment cho mã quần váy nha. Hàng này các chị mua 100k, em bán các chị ạ, 50k thôi. Lên cho mã quần váy 50 các chị ơi, quần váy 50 cho em nha. Size M, size L mặc vừa. Có duy nhất một em quần váy thôi mọi người ơi. Lên cho em ạ, à. Mã quần váy 50k, quần váy 50 các chị chốt đúng mã nha. Quần váy của chị Hà Thùy Nguyễn này, quần váy của chị Hà Thùy Nguyễn nha. Rồi em lên một loạt quần rồi thì em sẽ lên áo đó các chị nha. Rồi cái quần màu nâu này, quần màu nâu này các chị nói chung là mặc thôi với những cái áo đi chùa đồ cũng ok nha. Rồi quần màu nâu cho em ạ. À. Quần màu nâu này em có size, quần màu nâu này em có size lớn. Quần màu nâu nha mọi người ơi, nâu này em có size to thôi, size 2X nha. 50-65 cân mặc vừa, 55-65 cân mặc vừa lên cho mã quần nâu. 39k mọi người nha, 39k em hết quần size lá rồi. Quần nâu cho em ạ, size to tầm 50 đến 65 cân mặc vừa cho em.
Nói chung là phề phồi với những cái áo kiểu là áo để mặc đi chùa mọi người. Lên đường mã cho em nha, hè size to cho em ạ, 50-65 cân mặc vừa. Lên đường mã là mã quần nâu. À, quần nâu 2X à, rồi 2X cho chị Hà Thủy Nguyễn này. Rồi ok chế này. Rồi em có một con quần xanh xám, quần màu xám á các chị ơi. Rồi quần màu xám size L, quần màu xám size L 39K một cái nhá. Cái giá này là giá lẻ bằng sỉ bằng lẻ luôn đó mọi người nha. Nên các chị yên tâm không có bị mua hở đâu nha. Rồi lại comment cho em ạ, quần xám size L cho em, quần nâu em hết mất rồi. Rồi lại comment cho em ạ, quần xám size L, nhanh tay các chị ơi, rất là đẹp luôn, có duy nhất một cái à. Quần xám size L cho em nha, quần xám size L, ai lấy chốt cho em mã xám size L. Rồi em lên các chị một con quần vàng, quần vàng chất tiệm vải là lụa ngọc trai nha. Rồi quần xám size L này, xám size L chị Lê Tam dùng đơn. Rồi ạ, à, con này quần vàng size L luôn các chị, LXL. Con này chị nào 50-65kg mặc vừa cho em nha, 50-65kg mặc vừa. Lấy comment nhanh tay cho mã quần vàng nha, quần vàng size to mọi người nha, 50-65 cân mặc vừa, lên đúng mã là mã quần vàng cho em nha. Rồi 39K luôn mọi người nha, 39K nha. Rồi quần vàng chị Trần Huệ, Trần Huệ có đơn chưa ta? Rồi quần vàng cho chị Trần Huệ nha, 39K mọi người nha, tùy theo chất vải em bán nha. Các chị nhìn nhiều khi cứ tưởng là giống như kiểu là quần phi á, nhưng không phải đâu, cái này chất vải lụa ngọc trai thì em báo nha. Rồi hồng cam đi mọi người ơi. Lên các chị em một cái mẫu hồng cam này, hồng cam kèm size ML. Hồng cam kèm size đi ạ, có size nào em chốt size đó nhá. Đẹp lắm luôn cái form quần này. Nói chung là quần sale nhưng mà form quần nó cũng như quần mới thôi nha. Rồi quần vải em hết rồi chị ơi, hồng cam kèm size ạ. Lên cho mã quần cam đi, này là màu hồng cam cho em nha. Hồng cam kèm size FML, FML XL nha, hồng cam size M này, hồng cam size M. Cho chị Trương Phương một cái này, hồng cam size M cho chị Trương Phương một cái nha. Rồi các chị lấy đi ạ, các chị cứ comment cho em nha, size M cho chị Trương Phương. Rồi chị nào lấy chốt cho em nha, size M này cho chị Hương Thu Hương. Rồi hồng cam kèm size nha, 40 chiếc rồi mà vẫn mê. Rồi ạ, hồng cam này size M, size L, size M, size L cho chị Đặng Lan. M, L cho chị Đặng Lan, mua áo nhiều hôm nay em đang xả quần cho các chị mua. Rồi M, L cho chị Đặng Lan. Rồi em còn vài con nha. Rồi ạ, hồng cam sẽ cho chị Thùy Trang Nguyễn Thị. Hồng cam sẽ bây giờ mình có đơn cho chị Thùy Trang Nguyễn Thị này. Hồng cam nha mọi người ơi, chút đúng mã nha, chút đúng mã hồng cam. Hồng cam size gì đây ạ? Trương Phương có đơn rồi đúng không ạ? À, Thùy Trang Nguyễn Thị, Hương Thu Hương có đơn chưa? Hương Thu Hương có rồi hả? Rồi hồng cam sẽ cho chị Phạm Thu dồn đơn. Hồng cam sẽ cho chị Phạm Thu. Đây ạ, Phạm Thu dồn đơn. Rồi hồng cam size M chị Rao Hương. Cố gắng trước hàng đủ đơn nha, 39K một cái quần lụa nha. Hàng này các chị vẫn đang mua 60K các chị nha. Bờ Rao Hương. Rồi em còn hai con nữa mọi người ơi, em còn size M, L, FML. Hồng cam size S nè cho chị Lê Tam. Em còn một con size L nữa. Rồi hồng cam size L cho chị Nguyễn Thị Kim Hàng dồn đơn. Nguyễn Thị Kim Hàng dồn đơn. Rồi ok các chị nha. Rồi em lên các chị ạ. À, chân váy đi nha. Em lên chân váy thì rồi tí nữa em lên áo cho mọi người nha. Rồi chân váy trắng cho em nha mọi người. Hối rất là đẹp luôn nha. Chân váy trắng kèm size SML đi mọi người ơi. Chân váy trắng cho em hàng thanh lý nha, xả các chị 19K. Chân váy trắng kèm size SML xả các chị 19K thôi, em có vài con thôi. Rồi chị nào lấy comment nhanh tay cho em ạ. Chân váy trắng kèm size SML nha, xả 19K nha. Tìm Huế rồi ok để tìm em lên. Rồi lên đúng mã cho là mã váy trắng kèm size SML. Có quần trắng không? Dạ quần trắng em chỉ có hẹn 60K thôi chị ơi, em chưa sale được nha. Cảm ơn chị Lan Anh nhiều nha. Rồi lấy hạ trắng kèm size SML nha. Thương bầu quá hả các chị ơi, lâu lâu phải đứng chứ ngồi nhiều em mong quá. Rồi cho chị Hà Thúy Nguyên, SML chị Hà Thúy Nguyên. Rồi là comment nhanh tay cho em nha. Chân váy trắng kèm size 19K nha. Hàng này hàng thanh lý nha mọi người nha. Chân váy trắng kèm size SML này. Rồi chân váy hồng cho em ạ, SM mặc vừa cho em, nó là dạng váy công chúa như này. Rồi SM mặc vừa lên cho mã chân váy hồng cho em ạ, xả các chị 19K nha. Chân váy hồng xả 19 này. Rồi em lên quần tiếp nha. Em lên các chị vài cái quần nữa nha. Rồi bắt đầu em lên áo lại cho mọi người nha. Rồi chân váy hồng cho chị Lê Tam. Chân váy hồng có một cái thôi. Chân váy hồng em chúc chị Lê Tam nha. Rồi Sankoban. Sankoban này em có size FM. Sankoban em có size FM thôi mọi người, có đúng hai con chị nào nhanh tay thì được nha. Sankoban kèm size FM. Chân váy hồng em hết rồi chị ơi. Rồi lại comment nhanh tay cho em ạ. Sankoban cho em ạ. FM thôi, không có size to.
SM mặc vừa cho em 39 ngàn một quần nha. 39 ngàn một quần cho em ạ. À. Sẽ SM mặc vừa nha. Size cô ban SM này. Rồi em trước cho chị Hà Thúy Nguyên một cái, cho chị Oanh Nguyễn Minh Nhắm một cái này. Rồi cho chị Thùy Trang Nguyễn Thị một cái, em hết size cô ban luôn. Chị nào nhanh tay thì được nha. Rồi size cô ban còn con này. Còn một con nữa. Cho chị Phạm Thu một cái. Rồi ok. Hả? Cái gì? Thì Trang Nguyễn Thị với lại chị Phạm Thu này. Rồi ok ok. Hết xanh cô ban mọi người nha. Xanh cổ vịt có đúng một cái thôi. Xanh cổ vịt con này xanh ML mặc vừa. Xanh cổ vịt nha. Đẹp quá. Xanh cổ vịt ML mặc vừa. Lên đúng mã là mã cổ vịt cho em nha. ML mặc vừa cho em ạ. Xanh cô ban em hết rồi các chị ơi. Xanh cô ban em hết rồi. Rồi áo đi hả chị? Dạ ơi áo dâu em đều có cho chị màu da màu cờ hình dâu. Con dâu dồn đơn cho chị nha. Ngày hôm qua có một. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi lấy comment cho em ạ. Cổ vịt cho chị Long Đài. Vịt xanh ML mặc vừa. Em chốt cho chị Long Đài nha. Rồi xanh ngọc mọi người này. Xanh ngọc có con thôi. Xanh ngọc SM mặc vừa lên cho mã xanh ngọc 39k. SM mặc vừa cho em nha. Em like quần, em ngồm like quần một tí thì em lên áo cho mọi người nha. Lên cho mã xanh ngọc cho em ạ. SM mặc vừa, mã xanh ngọc 39k. À, xanh ngọc 39 các chị ơi. Xanh ngọc 39 nha. Xanh ngọc vịt em hết rồi chị. Vịt em hết rồi nha. Rồi con này cho em ạ, à. Màu này xanh này gọi là xanh gì ta? Xanh này là xanh gì? Xanh này là xanh gì? Này là xanh đậm hơn xanh ngọc một tí. Xanh ngọc của chị Trương Phương, xanh ngọc của chị Trương Phương. Rồi xanh đậm đi các chị ơi, size SML mặc vừa luôn đó các chị ơi, ta có lưng thun phía sau nha. SML mặc vừa lên cho mã xanh đậm cho em, nó đậm hơn màu xanh ngọc một tí ạ. Lên đúng mã cho mã xanh đậm cho em 39k nha. Xanh đậm 39 còn đúng hai con thôi. Chị nói nhanh tay thì được nó là màu xanh ngọc đậm. Xanh đậm này FML đều mặc được hết. Rồi của chị Thùy Trang Nguyễn Thị một cái. Em còn một con xanh đậm nữa chị nào lấy chốt nha. Còn một con xanh đậm nữa. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Rồi em lên các chị màu da. Màu da là bình thường cũng hiếm nha. Bình thường cũng hiếm luôn, rất là dễ phối áo này. Rồi em còn một con xanh đậm này FML luôn đó các chị. Rồi ạ, à, xanh đậm của chị Oanh Hoàng. Bây giờ chị Oanh Hoàng mới có đơn. Cố gắng chốt đủ đơn nha chị yêu ơi. 80k trở lên em đi đơn nha. Rồi hồng da có một con size SM. Hồng da SM nha, hồng da sẽ SM lên đúng mã cho mã hồng da. Hồng da sẽ SM cho em nha, hồng da sẽ SM. SM cho em ạ, à. Đẹp chưa? Hồng da kèm size SM cho em có đúng hai con thôi. Rồi chị nào lấy chốt cho em là mã hồng da, xanh đậm em hết rồi chị ơi. Xanh đậm em hết rồi, da của chị Trương Phương một con. Rồi hồng da này, chị dâu tây chốt hàng kèm số mọi người ơi, cố gắng chốt hàng kèm số nha. À, F, mà con này SM thôi, hồng da của chị yêu mãi này. Hồng da của chị yêu mã với nhóm này. Rồi ok nha. Rồi em lên quần một tím nhá các chị này. Mấy chị hóng một tím đúng không? À. Rồi con này hàng hai lớp cho mọi người ơi. Con này hai lớp, quần hai lớp cho em rất là dày dặn. Con này size M, size L mặc vừa lên cho mã hai lớp cho em nha. Xả các chị 50k luôn. Hai lớp em xả các chị 50k, hai lớp nha, size M, L mặc vừa. À, quần da em hết rồi. Rồi hai lớp em xả 50 nha. Em lên quần một tí thì em lên áo cho mọi người nha. À, quần hai lớp các chị ơi. À, có thấy gọi chốt đơn sáng nay không thấy gọi chốt đơn. Hai lớp 50k của chị Hà Thùy Nguyễn ạ. Dạ có cuộc gọi nhỡ nào không các chị ơi? Sáng nay bên em là đa phần lắm gọi hết rồi á. Rồi con này cho em nha. Tím, màu tím, màu tím đủ loại các tím này. Đủ loại các màu tím cho em, quần lụa cho em nha. Quần lụa nha mọi người nha. Rồi em lên quần tím nha. Lên cái nào các chị chốt cái đó chứ bây giờ nói chung là nó không có giống nhau đâu. Rồi con này lên tím đậm cho em ạ. À. Tím đậm size XL 39k. Tím đậm size XL giúp em ạ. À. 39k mà tím đậm XL giúp em nha. Rồi quần hai lớp trước chị Hà Thùy Nguyễn rồi, tím đậm size XL 55-60k mặc vừa nha. Lên cho mã tím đậm. Chị nào hay có mấy cái áo màu tím này, chốt liền cho em nha. Tím đậm nha. Rồi Thu Lê. Thu Lê lên số lại cho em chị ơi. Thu Lê lên số lại cho em nha. Rồi lên các chị một con xanh nhạt này. Chốt hàng kèm số mọi người nha. Thu Lê lên số giúp em ạ. À. Rồi tím nhạt này em có size M, size FML. Tím nhạt kèm size FML nha. Tím đậm em hết rồi. Tím nhạt này. Tím nhạt tím này là tím hoa cà. Tím hoa cà kèm size FML có đúng 3 cái thôi. Tím nhạt nha mọi người ơi. À, tím đậm em hết rồi. Em thấy số của chị Thu Lê chút cho em đủ đơn nha. Đơn trên 80k trở lên em đi đơn nha. Tím nhạt size M chị yêu mãi dồn đơn này. Tím nhạt size M chút chị yêu mãi này. Rồi em còn nha. Em còn FML chị nào lấy comment nhanh tay cho em nha. Tím nhạt kèm size. Tím nhạt cho chị Xuân Lưu một cái này. Rồi ok này. Rồi size L cho chị Hà Lương một cái này. Mấy cái này các chị FML mặc thoải mái. Tại vì nó có lưng thun này. Rất là dễ mặc luôn. Rồi ạ, cho chị Hà Lương bây giờ mới có đơn này. Hà Lương bây giờ mới có đơn. Rồi cố gắng chút hàng đủ đơn nha. Rồi tím Huế này em có đúng một cái duy nhất nè. Rồi tím Huế nhanh tay các chị ơi. XL đẹp chưa?
Tìm Huế size XL cho em ạ, 39k một cái nhá. 39k lên đúng mã, mã tìm Huế. Tìm Huế size 1X cho em nha. À rồi, giờ đi đơn và xem đi lên. Dạ rồi, ok, chị tìm Huế của chị Chế Ly. Chế Ly. Rồi tím cẩm nè mọi người, tím cẩm nha. Quần em có số lượng ít lắm nên các chị ạ. Đợi em một chút xíu thì em lên áo nha. Tím cẩm kèm size đi các chị ơi, SML. Tím cẩm kèm size SML. Có con này size to này. Có một con size M, tím cẩm size M và tím cẩm 2X. Tím cẩm size M và tím cẩm 2X cho em ạ, chút đúng mã nha. Tím cẩm size M chị Oanh Nguyễn dồn đơn với nhóm. Rồi còn một con tím cẩm 2X đi các chị ơi. Còn đúng một con tím cẩm 2X nha. Chị nào size to chốt nha. Tím cẩm size 2X này chị nào mà hay có hàng mẹ á. Rồi lên các chị một cái màu da. Em còn tím cẩm 2X thôi. Tím cẩm 2X cho chị Hà Thùy Nguyễn nha. Rồi con này lên cho mã da. Rồi một con màu da nha. Các chị phối áo rất là đẹp luôn cho em, hơi hồng hồng da da. Con này dành chị nào size FM. Rồi con này ai lấy comment nhanh tay mã da kèm size FM nha. FM mọi người ơi. Mã da kèm size FML. FML nha. À, thấy bình luận của da em thấy chị mưa vòng mây em thấy nha. Da size M này. Chúc chị Nguyễn Lệ này. Mọi người chốt đủ đơn nha mọi người nha. FML. FML đây Nguyễn Lệ này. Rồi ạ, mã da các chị ơi, da này. Da nha, da em có một con size L, một con size M nữa. Rồi size M này, da size M cho chị Oanh Hoàng. Da size M chị Oanh Hoàng. Rồi da size L cho chị Thúy, Hà Thúy Nguyễn. Rồi ok nha, rồi tím thì em còn vài cái em nốt này. Tím size cho em nha, tím kèm size FML đi các chị ơi, đẹp không? Đẹp lắm luôn đó các chị, nhìn cái chất này. Tím kèm size FML. Tím kèm size FML, mỗi thứ có 2-3 con, không có nhiều nha. Tím kèm size FML các chị ơi. FML ai lấy chút nhanh tay cho mã tím kèm size FML XL nữa này. FML XL mã tím, tím size L này. Tím size L chị Mary Nguyên này. Tím size L chị Mary Nguyên. Tím size L chị Mary Nguyên. Tím em bỏ màu vô cũng được, các chị yên tâm. Về mặc vừa không vừa cứ trả em vừa hết nha. Rồi tím size S chị Trần Hằng. Tím size S này chị Trần Hằng. Rồi ạ, tím FML họ tím này có xa này. S MLXL. Rồi ba cái này, ba cái chị Hà Thúy Nguyên này, ba cái chị Hà Thúy Nguyên. Rồi em còn một con mã tím này, mã tím còn xa một cái XL nữa. À tím này XL, XL chốt rồi, chốt rồi. Tím này cho chị Chế Ly một cái. Tím này Chế Ly có rồi phải không? Chế Ly có chưa? Chưa có. Rồi cái này chị Chế Ly rồi, ok. Rồi lên con một cái hồng nữa, hết rồi, sắp hết rồi các chị ơi. Hồng sen ạ, à, hồng sen kèm size cho em nha. Hồng sen ạ, à, hồng sen kèm size FM. Vải rất là đẹp luôn mọi người ơi. Hồng sen kèm size ạ, à, FM cho em nha. Có 2 size thôi. Hồng sen kèm size FM. Ờ khác nhau. Tím đậm tím nhạt nha mọi người nha. Rồi hồng sen kèm size FM cho em nha. Có 2 con thôi mọi người ơi. Hồng sen kèm size S hoặc M. Có đúng 2 con, chị nào lấy thì chốt cho em nha. Hồng sen kèm size FM. FM. Rồi ạ, hồng sen này. Hồng sen S này của chị Lê Tam. Hồng sen S Lê Tam có đơn rồi. Rồi hồng sen M này cho chị Hương Thu Hương. Rồi dồn đơn luôn. Rồi mã xanh lá cho em ạ, FM mặc vừa. Xanh lá size FM mặc vừa giá 39k nha. Xanh lá size FM mặc vừa nha. Hồng sen em, hồng sen một con hồng nhạt thôi. Con này em chỉ còn hồng nhạt thôi. Hồng nhạt này em có size 2X này. Hồng nhạt size 2X này mọi người ơi, 60-65 cân mặc vừa lên cho mã hồng nhạt 2X nha. Rồi xanh này cho chị Thu Lê. Xanh này cho chị Thu Lê. Rồi lên cho mã hồng nhạt size 2X mọi người ơi. Hồng nhạt size 2X nha. Tím này sót lại này. Tím này nha mọi người nha. Tím này FM mặc vừa lên cho mã tím số 1. Tím này FM mặc vừa cho em. Xanh em hết rồi, em còn hồng size to thôi. Rồi hồng nhạt cho chị Hà Thúy Nguyên. Rồi lại comment nhanh tay cho em các chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Rồi con này ạ, tím số 2. Tím số 2 nha mọi người nha. Tím này size FM mặc vừa, tím số 2, tím số 1 gì đó. Rồi ạ, à, mã dồn đơn mã gì chị ơi? Hà Bình, Hà Nhương cặp. Làm sao mà chị xem vào một lúc chị chụp ảnh gửi vào Zalo cho em nha. Không có cái chuyện mà rách hết rồi mà gửi cho chị nha chị nhá. Ví dụ nào có một cái lỗi gì cứ chụp ảnh gửi qua Zalo cho em, bên em sẽ kiểm tra nha. Trời ơi, hàng em bán thì em dơ từng cái lên các chị xem mà sao bảo rách hết rồi là sao. Rồi tím này số 2 chị Oanh Hoàng. Rồi con này sai ạ, à, tím XL này mọi người ơi. Tím sai XL chị nào lấy chốt cho em là mã tím XL. Tím XL cho em 39k mọi người nha. Tím XL 39 các chị ơi. Tím size XL 39k. Rồi hồng này. Hồng này, hồng rút này mọi người này. Rồi tím XL em còn ạ, à, tím XL của chị Hà Thúy Nguyên. Tím XL của chị Hà Thúy Nguyên.
Hồng này là hồng phấn nha mọi người nha. Hồng cam dẹp cho em nha. FM mặc vừa lên cho mã hồng cam. FM mặc vừa. FM mặc vừa để nó bị nhanh thôi các chị ơi, tại vì để em không có xếp được á. Chứ còn về các chị giặt là thẳng tưng nha. Hồng cam mà FM mặc vừa. Hai con duy nhất thôi, chị đặt sẽ SM chốt nha. Lên đúng mã là mã hồng cam cho em ạ. À, con này là giống kiểu hồng nu ấy. Hồng dạ rồi. Rồi ok ok, chị chụp quay giúp em với. Hồng cam này cho chị yêu mã một cái này. Rồi hồng cam nha, hồng cam em còn một con. Hồng cam em còn một con chị Thùy Trang Nguyễn Thị nè, yêu mãi một con Thùy Trang Nguyễn Thị một con. Rồi hồng rút giúp em, hồng rút nha, con này là hồng rút FML. Đẹp chưa? Hồng rút em size FML nha mọi người nha, hồng rút ạ. À, hồng rút cho em 39k mọi người nha. SML, chị nào lấy chút cho mã hồng rút kèm size nha. Hồng phấn em hết rồi, em chỉ còn hồng rút, trời ơi, em chỉ còn hồng rút FML XL. FML XL. Hồng rút, hồng rút mọi người ơi, hồng cam em hết rồi. SMXL, hồng rút size S hả? Hồng rút size S này. Rồi em chỉ còn size S cho chị Lê Tam. Em chỉ còn size size L này cho chị Hà Thùy Nguyên này. Size L chị Hà Thùy Nguyên này, em có một con XL này, XL Thu Trâm Lê Thị có đơn chưa? Rồi. Rồi XL cho chị Thu Trâm Lê Thị này. XL chị Thu Trâm Lê Thị. Rồi một con cho chị Cúc Hoa. Rồi hết. Rồi Cúc Hoa hết nha. Rồi sang cô ban nha mọi người ơi, sang cô ban cho em con này size XL. Sang cô ban XL cho em có sót lại đúng một con thôi, chị nào XL chốt nha. Cô ban XL cho em ạ. À, cô ban size XL cho em nha, đẹp lắm luôn cô ban ạ. À, cái đó Cúc Hoa. Cô ban size XL. Ai lấy chút cho mã cô ban XL cho em nha. Rồi sang nhà cho em 39k quần lụa nha mọi người, hạn 60k hôm nay sẽ sale các chị 39k. Rồi ạ, à, sang cô ban của chị Thúy Lê Thị có đơn chưa hả? Sai cô ba của chị Thúy Lê Thị. Rồi xanh nhạt size SM mặc vừa cho em nha. Xanh nhạt size SM mặc vừa các chị ơi. Xanh nhạt kèm size SM mặc vừa cho em. Con này là màu xanh da trời nhạt nhá. Xanh nhạt SM mặc vừa. Rồi xám cho em nè các chị này. Xám cho em nha. Một con duy nhất thôi. Xanh xám size XL. Xanh xám size XL cho em ạ. À, em hết rồi trời ơi. Xanh xám xanh nhạt này của chị Hà Thúy Nguyên này. Xanh xám size XL cho em 39k màu xanh xám. Con này màu xám xám xanh xanh ấy. Xanh xám nha. Rồi con này xanh đậm này mọi người ơi. Rồi xanh đậm size L. Xanh đậm size L. Ai lấy chút nhanh tay cho em ạ. Mã xám của chị Thúy Lê. Thúy Lê Thị. Rồi con này ai lấy comment cho em mã xanh đậm size XL 39k mọi người nha. Xanh đậm size XL 39 của chị Thu Lê. Xanh đậm của chị Thu Lê. Con này không biết xanh gì đây. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã số 01 cho em ạ. Rồi em có size S và size XL. Mã số 01 nha. Mã số 01 em có size S và size XL. Còn đúng một cái quần lụa nữa là em hết nha. Rồi sale các chị nha, size 39k nha. F và XL lên cho mã số 01 ạ. À, 01 kèm size S hoặc là XL, có đúng hai con thôi. S hoặc là XL nha. Rồi, cái đây là dành chị nào ạ? À, size XL luôn á các chị ơi. Rồi chốt đúng mã ạ. 01 F và XL cho em nha. Rồi 01 size XL của chị Thu Lê Thị. Thu Lê Thị XL. Rồi 01 size S cho chị Hà Thúy Toàn. Rồi con này XL lên cho mã số 02. XL nha, chốt cho mã số 02 nha. Hả? Hà Thúy Nguyễn đúng không? Không, không, không. Cái đó của chị Thu Lê Thị, Thúy Lê Thị một cái này. Thúy Lê Thị là cái size XL. Và size S là của chị gì đó. Có đọc tên đọc Hà Thúy Nguyễn là size S. Rồi cái mã số 02 đi các chị ơi. Mã số 02 nha. 02 của chị Thúy Lê Thị luôn nè. 02 của chị Thúy Lê Thị nha. Rồi em có một ít chân váy hàng thanh lý nha. Thanh lý các chị 19k nha. Chân váy hàng thanh lý em xả các chị 19k. Chân váy mọi người ơi, cái này nó dạ kiểu nó may quần theo quần quần váy á. Đây là các chị này, may theo kiểu quần váy nha. Rồi cái này chất vải lụa cho em nhưng mà hàng thanh lý nhá. Rồi quần váy cho em ạ. À, lên cho mã của váy xanh. Mã váy xanh cho em quần váy mà dạng lửng lửng này, về mặc với của áo dây hay là mặc với cách tân thì ok nha. Rồi váy xanh cho em ạ. À, rồi có size M. Váy xanh size SML nha. Chị nào lấy chốt cho em ạ. À, váy xanh kèm size SML xả các chị 19k. Váy xanh kèm size SML, váy xanh kèm size các chị ơi. Có 3 4 cái thôi, chị nào lấy chốt cho em nha. Váy xanh kèm size SML. Váy xanh một cám cho chị Lê Tam. Váy xanh size L, size L cho chị Hồng Khanh. Cái này về các chị có thể nới ra được nha. Thì đó chị Hồng Khanh 19k thôi. Này là dạng quần các chị mặc rất là dễ luôn. Hồng Khanh váy xanh size L, váy xanh size L cho chị Chế Ly. Về có gì các chị có thể nới ra thoải mái nha mọi người nha. Rồi cho chị Chế Ly. Rồi em còn FM thôi các chị ơi, em chỉ còn FM thôi, chị nào lấy chốt nha. Rồi ạ, à, váy xanh này bông tuyết chốt size gì chị ơi? À, kiểu dễ thương chị ơi, chị chốt cái gì váy xanh của chị Bà Rao Hương.
váy xanh của chị Bờ Rau Hương có đơn. Rồi váy xanh này em còn hai con FM. Rồi ạ. À, FM thôi mọi người nha. Trinh Ngô có đơn chưa ta? Trinh Ngô chưa. Váy xanh size M cho chị Trinh Ngô. Rồi em còn một con váy xanh size SM nha mọi người nha. Nó là dạng quần như này mặc rất là dễ nè. Rồi váy xanh size M cho chị Bông Tuyết. Rồi ok. 19k thôi. Mọi người cố gắng chốt hàng đủ đơn nha. Em xả nốt vài cái chân váy rồi vài cái đồ là em xong là em xuống rồi. Đây xong lại một cái quần lụa màu trắng này xả các chị 39k này. Nó nằm ở trong đây chứ không có đâu. Quần lụa trắng xả 39 lên cho em đúng một cái duy nhất thôi, size L. Quần lụa trắng size L xả 39k nha. Size L xả 39 ạ. Lụa trắng size L xả 39k chốt đúng mã cho em mã quần trắng size L nha. Rồi con này size M L lên cho mã chân váy hồng nha. À, sắp lại áo vàng đây phía sau cho chị xem đi em. Dạ rồi tí nữa em lên nha. Rồi ạ, à, lụa trắng này, lụa trắng size L của chị Hà Thúy Nguyên. Rồi lại comment cho em nha. Chân váy hồng này size ML mặc vừa cho em 19k các chị ơi. Một cái duy nhất thôi. Chân váy hồng. Rồi váy xanh ngọc size SM mặc vừa xanh ngọc cho em 19k. Chân váy hồng Hà Thúy Nguyên. Rồi 19k lên cho mã xanh ngọc cho em nha. SM mặc vừa lên cho mã xanh ngọc ạ. Xanh ngọc 19k cho em ạ. Xanh ngọc 19 nhá. Xanh ngọc 19 SM mặc vừa nha. Lên cho mã xanh ngọc 19 này. Rồi chân váy dài này, dài không? Rồi lên cho mã dài cho em nha. Xanh chút mà không thơm chút. Chị Vũ Hồng Hạnh ơi, bây giờ em mới thấy comment của chị á. Nãy giờ em không thấy luôn á. Xanh ngọc của chị Lê Tam nha mọi người ơi. Hôm nay nó ít comment. Nói gì nó đã ít mắt rồi mà lại còn bị ẩn comment nữa. Mọi người cố gắng tương tác nha. Váy dài cho em nha. Dài Thu Thảo Nguyễn hả? Rồi chốt hàng đủ đơn chế nha. Dài Thu Thảo Nguyễn này. Lên cho mã rút con này Hồng Rút nha. Hồng Rút size M. Hồng Rút size M. Ai lấy chốt cho mã rút cho em ạ. Rút size M 19k. Rút size M giúp em nha. Đúng chút đúng đủ đơn cho em nha. Đơn từ 80k trở lên mới đơn nha. Rút size M 19 này. Rồi hồng sen này. Hồng sen size SM cho em nha. Rồi em còn mã rút, em còn mã hồng sen. Rồi chị nào lấy comment cho em nha. Hồng rút size M bông tuyết chồn đơn. Rồi hồng sen cho em ạ. Hồng sen SM mặc vừa có hai con này. 19k, 19k hồng sen. Hồng sen 19k kèm số cho em nha. Hồng sen, em còn hồng sen. Rồi con này ạ, à, lên cho mã xanh nha. Váy xanh cho em nè, lên cho mã chân váy xanh. Còn thấy chị Trần Thị Phương Thùy chị ơi. À, sao em không được cái nào chị Nguyễn Tuyền này. Chốt hàng mã kèm số cho em và lên nhanh nhanh cho em nha. Rồi em còn chân váy hồng sen các chị ơi. Rồi chân váy xanh FM mặc vừa lên cho mã chân váy xanh. Rồi ạ, à, con này size M này. Cho chị Marie Nguyên một con này. Chân váy xanh này cho chị Hà Thúy Nguyễn một con này. Em còn chân váy hồng sen nè các chị. Em còn chân váy hồng sen nha. Rồi lên đúng mã là mã ren. Mã ren cho em nha. Rồi lên cho em mã ren cho em ạ. Chân váy ren cho em. Chân váy dạng công chúa này là mặc rất là dễ luôn. Nói chung là mặc với áo bình thường ở nhà cũng được. Mã ren cho em nha. Có hai con 19k thôi. Rồi chị nào lấy comment cho em mã ren. Rồi chân váy xanh hả? Chân váy xanh size L Nguyễn Tuyền này. Lên số này chị ơi. Ren của chị Thu Thảo Nguyễn một cái. Ren của chị Bông Tuyết một cái. Rồi chị Nguyễn Tuyền này lên số giúp em nha. Để coi em có số chưa. Rồi váy xanh size L này cho chị à. Nguyễn Tuyền lên số chị Nguyễn Tuyền ơi. Một cái này em cho chị Nguyễn Tuyền nha. Rồi em hết rồi. Rồi còn một cái chân váy đỏ này. Một cái chân váy đỏ 19k. Ok chị Nguyễn Tuyền. Chị được một cái chân váy xanh. Chốt hàng đủ đơn nha. Rồi chân váy đỏ một cái cho em FM mặc vừa. Chân váy đỏ 19k. Chân váy đỏ 19 nha. Rồi quần từ từ em lên nha. Ngày nào em lên quần rồi. Chân váy vàng FM mặc vừa lên cho mã chân váy vàng 19k. Chân váy đỏ này. Chân váy đỏ Cúc Hoa có đơn chưa hả? Chân váy đỏ của Cúc Hoa, chân váy vàng, ai lấy comment nhanh tay cho mã chân váy vàng 19k nha. Rồi chân váy trắng cho em ạ, à, FM nha, đẹp chưa? FM mặc vừa lên cho mã chân váy trắng cho em ạ, à. Đỏ em hết rồi. Rồi em chỉ còn một màu trắng duy nhất thôi, ai lấy thì comment cho mã chân váy trắng cho em nha. 19k, chân váy trắng, dễ phối lắm. Chân váy vàng cho chị Hà Thùy Nguyễn này, chân váy trắng ai lấy comment nha, FM mặc vừa cho em ạ. À. Chân váy trắng 19k, 1, 2, 3, 4 cái rồi hết. Rồi chân váy trắng 19 nha. Rồi Hà Thị Nguyễn một cái em chốt rồi nha. Rồi em lên các chị một cái áo này mọi người 3D đẹp lắm. Một cái 3D siêu đẹp luôn nha. Có đẹp sẽ cho em ạ. 40-48 cân là mặc vừa cho em. Hàng 3D hàng áo mới 100%. Hàng áo mà mới 100% cho em nha. Sẽ mặc vừa. Trời ơi. Trời ơi con này thật sự luôn. Màu trắng đính hoa này. Các chị mặc nói chung là mặc đi chụp hình là bao đẹp luôn. Mã trắng này. Mã trắng chị Marie Nguyên. Rồi bị ẩn rồi. Mã trắng chị Marie Nguyên một con. Mã trắng chị Lê Ta một con. Lê Ta một con nha. Rồi ok. Rồi lấy chút cho là mã áo trắng 79k. Chị nào size S nha. Size S mặc vừa cho em ạ.
40-48 cân là mặc vừa nha. Trắng size S này 79k mọi người, siêu đẹp luôn. Nhung mẹ có không, đợi em vài bữa nữa nha. Em về hình Nhung 60 lên số lại cho em nè. Trắng của chị Hà Thùy Nguyễn một con. Trời, không đẹp không lấy tiền, thật sự luôn. Cái áo trắng này không đẹp không lấy tiền các chị. Rồi 60 trước hàng kèm số nha, 79k, size S mặc vừa. 40-48 cân là mặc vừa cho em à. Ai lấy chút liền cho mã trắng 79k. Siêu siêu đẹp luôn. Cái này thật sự em còn dám mà mặc lên là các chị chỉ có viền thôi. Mấy cái mẫu 3D này mặc lên ba đẹp nha. Rồi chị nào lấy chút cho mã áo trắng ạ. À. Áo trắng size S 40-48 cân là mặc vừa cho em nha. Rồi chị 60 lên số lại cho em nha. Rồi chị nào size S chốt là 79k. Thật so với cái và vài trắng thêm cái nữa. Ok chị Ma Vi Nguyên. Rồi mã trắng đó không có size L, có size gì em sẽ báo size đó mọi người nha. Cái đó chỉ có size S thôi. Rồi size L hả, size L đợi em một chút xíu nè. Rồi S, M, L, XL. Cái này em có đủ size này. Cái này em có đủ size này. Nhưng mà mỗi size em có số lượng rất là ít nha. Thôi ạ. Mã áo trắng là size S cho chị Phạm Tình một cái này. Cho chị Phạm Tình một cái nha. Rồi ok à, đây 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 đây. À, size S thì chị Phạm Tình có số rồi đây chưa chưa? Dạ rồi ok, ok, 60 này khách cũ này. Rồi xanh kèm size giúp em đi các chị ơi. F, M, L, XL. Xanh kèm size F, M, L, XL cho em nha. Rồi ạ à, có size M không? Dạ mẫu khác có size M, các chị theo dõi giúp em nha. Rồi xanh kèm size F, M, L, XL. Và mỗi size có số lượng cực kỳ ít luôn nha mọi người. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Xanh kèm size F, M, L, XL cho em. Mấy cái mẫu hoa này các chị mặc Tết là đẹp hết nha. Rồi xanh kèm size cho em ạ, F, M, L, XL cho em nha. Size L có đúng một cái luôn, chứ chị Thu Trâm Lê Thị. Rồi ạ, size M, size L cho chị Hà Thùy Nguyên. Này cho chị Thu Trâm Lê Sở Thị này. Size M, size L này, em thích chị Hà Thùy Nguyên. Rồi chị nào lấy thì cứ comment cho em nha. Xanh kèm size cho em Hà Thùy Nguyên này, 79k thôi. Xanh XL em hết rồi nha. Size M, L, XL. Ngưng Phạm ơi, chị liên lạc với bên em đã. Rồi bên em chốt tiếp nha, không gọi chị được mà sao chốt. Rồi xanh size L này thì chị Trần Phương Thúy này. Giờ rồi lên quần chị chốt hả? Dạ rồi Trần Phương Thúy bên nhóm này. Mà Hà Thị Nguyên em chốt rồi. Chị Kiều Dễ Thương cho hàng à, size M, size L cho chị à, Vương Hồng Hạnh. M, L chị Vương Hồng Hạnh. Kiều Dễ Thương cho hàng kèm số cho em nè. Size L này, size L Ngưu Phạm lên số giúp em chị ơi, hãy không có rồi. Size L cho chị Nguyễn Thị Kim Hằng, XL em hết rồi chị Mary ơi. Size L cho chị Tuyết Đào, em còn SML thôi mọi người nha. Size L chị Tuyết Đào, cái này là Vương Hồng Hạnh, cái cũ. Rồi size S của chị Phạm Thu. Rồi mọi người lấy thì cứ comment cho em nha, size S này của chị Phạm Thu này. Size L này cho chị đây. Mọi người cứ lấy cứ chốt cho em nha. Gọi Zalo hả? Size L cho chị Long 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 Đài. ML em chỉ còn size ML nha. XL đó kiểu dễ thương, size M ok chị nhá. Em chỉ còn size M, size L thôi. Rồi chị nào lấy thì cứ chốt cho em nha. Xanh kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. Tại các chị mới dán là chỉ có bao nhiêu ạ? 79k thôi nha. 56k chị mặc size L được. Size S em hết rồi chị ơi. Size S em hết rồi nha. Rồi ok chị Phương Hồng Khanh, cái đó em chỉ có size M, size L thôi chị ơi, chứ không có size XL hết rồi. Size S em hết rồi, size S em hết rồi, em chỉ còn size M, size L. Còn ML thôi nha mọi người nha. Phương Hồng Khanh lấy size ML nha. Rồi cứ đọc ở trong đó là mình chốt. Rồi ML coi ở trong đó in ra đó. Rồi cái này ạ, tím cho em. Trời ơi, hàng 4 tà. Duy nhất của em tím 4 tà hàng mẹ nha. Cái này hàng mẹ nha. Rồi size L cho chị Mary Nguyên một con. Ok chị nè, cái đấy hình như là của Phạm Thu á, sẽ đó của chị Phạm Thu. Rồi cái đó của chị Mary Nguyên, coi thử cái giấy. Rồi lấy comment cho em ạ, tìm 4 tà. Cái này là dành chị nào size ạ. Size L, XL, các chị ơi, size XL mặc vừa cho em nha. Lên cho bạn tìm 4 tà cho em ạ, size XL mặc vừa. Hàng đáng hàng xả các chị 140 nha mọi người, không bao giờ có cái giá này đâu. 140k, ai lấy comment cho mã tìm 4 tà 140. Dành chị nào sai ạ, sẽ XL nha. 55-60 cân là mặc đẹp ạ. 55-60 cân mặc đẹp. Còn sót lại một cái quần này. Quần lụa cho em nha. Quần lụa cho em ạ, con này dành chị nào sai ML mặc vừa. Lên cho mã quần lụa 39. Em hết quần lụa rồi các chị, không có đâu. Tìm 4 tà của Trần Phương Thúy dồn đơn 140 bên nhóm. Rồi lấy comment nhanh tay cho em nha. Dạ rồi ok ạ, có chị đơn nhiều thì cặp nha. Rồi lên cho mã quần cho em, quần cho chị Sáu Nguyên. Quần cho chị Sáu Nguyên có đơn Trần Phương Thúy, rồi quần cho chị Trần Sáu Nguyên gì đó. Rồi em lên các chị con này. Rồi con này đổ luôn đi.
Rồi em lên các chị con này nha mọi người, con này cho em nha. Rồi tím này, tím này em có size này, tím S, L, XL. Tím này em có size nha, tím này tím hồi cho em rất là đẹp này. Tím có size ạ, quần em hết rồi chị ơi. S, L và XL, huyết size M, đẹp quá. Tím kèm size S, L và XL cho em số lượng ít nha. Các chị còn size thì các chị cố gắng chốt, tím nó không đủ size các chị chốt đâu. S, L và XL cho em ạ, lên đúng mãi xem mã tím kèm size S, L và XL 79k, một áo mới 100% nha, 79k. Dạ rồi, để em gửi đơn cũ đã, hoặc là chị cặp thì em vừa chốt thêm nha, tại vì đơn nó dồn nhiều quá chị. Rồi lại cặp bên nhanh tay cho em nha, lên cho em ạ, tím size L này cho chị Hà Lương. Tím size L cho chị Hà Lương, chị nào lấy thì cứ comment cho em nha. Tím S, L và XL nha, chị nào sẽ XL chốt liền mẫu này, trời ơi đẹp lắm luôn. Bộ trơn không có, không có bộ trơn, có áo trơn thôi. Rồi lên cho mã tím kèm size S, L và XL mọi người ơi. Nãy chị Ngư Phạm và chốt cái áo này size ML đúng không? Chị Ngư Phạm ơi, em chốt cho chị thêm mấy mã này ML nữa nha. Rồi em chốt cho chị cái mã này đi ạ, có gì cặp luôn cho em để em đi đơn luôn nha chị Ngư Phạm nha. Tím sẽ XL cho chị Đặng Lan, tím sẽ XL cho chị Đặng Lan. Em vẫn còn nha, em vẫn còn SL. SL và XL hôm nay không có sao hãy chả có chị ơi. Tím XL của chị Đặng Lan rồi, chị nào lấy tím thì chốt tím cho em nha. Tím kèm size nha mọi người nha. L, SL, XL, tím size L cho chị ạ. Thu Thủy Tạ, mọi người cố gắng chốt hẹn đủ đơn cho em từ hai cái nha. Có 79k đi mất công các chị tốn thêm ship á. Cho chị Thu Thủy Tạ này, Thủy Tạ. Rồi em còn S và XL, chị nào lấy comment nha. Chị nào lấy thì chốt ngay tay cho em ạ. Con vàng này đẹp lắm nha mọi người này. Vàng này siêu đẹp luôn. Con này dành chị nào size M, con này dành chị nào size M nhá. Rồi 50 cân đổ lại mặc vừa cho em. Rồi áo chơi sẽ S rồi em lên nha. Rồi vàng size M 79k, siêu đẹp. Và size M 79 cho em, màu vàng này dạng kiểu màu vàng nghệ á, vàng hơi đậm đậm nha mọi người nha. Rồi và size M nha mọi người ơi, size M 79k, size M tầm 52 cân đổ lại. Và eo nó tầm 72 độ lại là mặc đẹp giúp em nha. Và size M có một size duy nhất thôi. Và size M 79k cho em ạ, toàn bộ cái họa tiết của nó là họa tiết các chị mặc Tết đồ thoải mái cho em nha. Lên đúng mã cho mã vàng size M 79 cho em ạ. Và size M nha, 79k, mã vàng size M 79k các chị ơi. Và size M 79k nha. Đây ạ, áo trơn đây. Áo trơn size S đây chị ơi. Em còn mã vàng size M này của chị Thùy Trang Nguyễn Thị một cái này. Vàng nha, và em còn chị nào lấy chốt nha. Rồi, con này ạ, lên cho em mã trơn size S này, đẹp không? Hôm nay em xả luôn các chị 60k luôn, xả hết nha. Rồi 60k lên cho mã trơn size S, xả 60k, trơn size S xả 60 các chị ơi. Nói chung là đừng có so like này với like khác nha, tùy theo, nói chung là tùy theo like em xả hàng á các chị ơi. Trơn size S của chị Thùy Trang Nguyễn Thị này. Rồi mã vàng size M này của chị Châu Tây này, Châu Tây bây giờ mà có đơn này. Rồi ok này, mã trơn hả? Trơn 60k, trơn 60k, hôm qua em còn mấy cái đâu rồi. Trơn hả? Trơn đâu rồi? Hôm qua dùng hết đâu rồi, tới rồi. À trơn sẽ em hết rồi, em hết con nó rồi. Rồi lên cho mã tím sẽ đi các chị ơi, tím này em có sẽ nè. Tím trơn sẽ nha, tím trơn sẽ là tím sẽ đi các chị ơi, 60k luôn. Tím sẽ 60, ai lấy comment nhanh tay cho em ạ, đẹp lắm luôn, xả hàng cho hết nha. Tím size S lên đúng mã các chị ơi, tím size S cho em ạ. Tím size S ạ. Và em phải 80 không vừa, 80 chị phải mặc size XL. Lên đúng mã cho mã tím size S nha. Trời ơi đẹp quá, tím size S cho em ạ. 60k, tím size S này của chị Thùy Trang Nguyễn Thị này. Tím size S này của chị Đặng Lan một cái này. Tím size S của chị Đặng Lan, các chị mặc quần áo size gì chút đúng size đó cho em nha mọi người nha. Chứ đừng có chút lung tung rồi đến lúc khổ em nha. Rồi tím size S này, rồi chốt hàng. Em chỉ biết là các chị chốt ở trên live thôi Đặng Lan. Rồi còn như thế nào thì các chị về mặc chặt hoặc rộng thì các chị tự tính nha. Tại vì cái này là em chốt theo size chứ không có con, nói chung là không có tự chọn cho các chị được nha mọi người. Rồi ạ, à, trời ơi xanh sẽ đẹp này. Chị nào mà sẽ thì chốt tiền con này cho em, trời ơi đẹp lắm. Rồi tiền sẽ em hết rồi. Rồi lại comment cho mã xanh sẽ 79k. Trời ơi xuất sắc. Rồi này mặc cho em một cái quần màu đỏ nữa, đúng đẹp luôn. Rồi xanh sẽ 79 các chị ơi, size S79 chị nào thật sự size S, nhưng mà chị nào mà ví dụ như là bình thường mặc size M nhỏ mặc ok cho em nha. Dưới 50 cân là mặc vừa cho em ạ. Và eo tầm 70 độ lại là mặc đẹp, tại vì hàng 3D này nó có độ co giãn nhá. Rồi cái này lên cho mã size S79k nha. Size S này
Em trước chị Linh Nguyên một cái này, lên trường tiếp rồi ok để em sửa chút xíu. 79k một áo mới 100% như này nha. Linh Nguyên lên số lại giúp em ạ. À. Cho chị à, cho chị Hồng Nhung một cái đi chuồn đơn. Hồng Nhung một cái. Phạm Thu một cái, Linh Nguyên chưa lên đây. Linh Nguyên rồi ok này, Phạm Thu một cái, Linh Nguyên một cái. À, chị Xanh này, Xanh sẽ S nha mọi người nha. Xanh cho chị Linh Nguyễn một cái. Rồi xanh cho chị Sáu Nguyên một cái, chị Hà Thị Nguyễn một cái. Mọi người lấy comment cho em vào đúng hai cái thôi. Lấy chút liền cho em ạ, xanh sẽ S cho em nha. Trả các chị 79k. À, xanh không không giống nhau. Cái xanh kia là xanh nhạt hơn, xanh này là xanh đậm hơn nha. Xanh đậm hơn đó mọi người nha. Rồi xanh sẽ S cho chị Nguyễn Hoa. Rồi Nguyễn Thị Hoa. Rồi em chỉ còn một con xanh sẽ S duy nhất thôi. À, cả áo màu da xanh màu hoặc màu hồng cam hả? À, ít đó chị, ít lắm. Ừ, cái hàng dâu á, hàng dâu thì nó hơi ít. Rồi xanh kèm size à, Hoan Trần, Hoan Trần. Xanh sẽ S em chốt cho chị Hoan Trần. Em có thử, Hoan Trần đang in đơn. Rồi xanh sẽ S nha, chị nào còn đơn lại bên kia là của Sáu Nguyên với Hà Thu Nguyên. Rồi Hoan Trần, Hoan Trần em đang in đơn xong được ta. Rồi size S nữa không, size S nữa không hay size gì đây? Hồng này em có này, hồng em có size SM. Hoa hồng kèm size SM nha. Hoan Trần ra chưa? Hoa Trần đây rồi, xanh sẽ S chị Hoa Trần. Rồi chị nào được đặt tên là chị đã có đơn nha. Rồi ạ, hồng, hoa hồng kèm size S hoặc M cho em rồi em lên hàng trơn cho mọi người nha. Hoa hồng kèm size SM cho em 79k. Rất là đẹp luôn, các chị nhìn cái chất vải này. Hoa hồng kèm size S hoặc M nha. Cái này là hồng cam đá nha. Con này là size XL trời ơi, hàng 48, 140 nha, lấy comment cho mã hoa hồng kèm size S hoặc M cho em nha. 79k nha, thử coi lại. 79k. À, lấy comment nhanh tay cho mã hoa hồng kèm size S hoặc là M cho em, trả các chị 79k mọi người nha. S hoặc là M, 79k, hoa hồng size M này. Hoa hồng size M chị Hà Thùy Nguyễn. Em còn size S và em chỉ còn size, size S thôi, hình như là size S thôi mọi người. SM, em chỉ còn đúng size. Rồi còn size SM luôn mọi người nha. Hoa hồng còn size SM cho em ạ, 79k hoa hồng. Rồi em lên trơn cho mọi người nha, rồi em sẽ lên trơn cho mọi người này. Hoa hồng kèm size vàng trơn này, size M. Vàng trơn size M 60k. Ai lấy chút ngay tay cho em ạ. Hôm nay em sẽ lên chủ yếu hàng new là chủ yếu luôn đấy. Lên phụng chốt size gì và kèm số cho em nha. Lấy hồng cam đá đằng sau ấy. Cái này size XL nha, 140 này của chị Lê Thị Phương Thúy nha. Đấy là cam đá hồng cam, đỏ cam á. Rồi cái này ai lấy chút ngay tay ạ. Vàng trơn nha, vàng trơn này. Vàng trơn size M chị ơi, size M. Con này là size M nha, vàng trơn size M chút đúng mã nhá. Lê Phụng chốt hàng kèm size kèm số, trời ơi chốt hàng kèm size kèm số nhá. 60k một áo vàng trơn. Vàng trơn 60k nha, con này là size M. 50k đổ lại là mặc vừa cho em ạ. À. Rồi ok, chị Lê Phụng chốt hàng kèm số, trời ơi chốt hàng kèm số cho em nha. Cái này là size M mọi người nha, cái này là size M. À, có đảo trơn không? Dạ có, vàng trơn của chị Hà Thùy Nguyễn. Vàng trơn của chị Hà Thùy Nguyễn nha. Rồi đảo trơn này các chị này. Đỏ trơn con này size 2X 60k luôn. Đỏ trơn size 2X cho em ạ, 60-65 cơ mặc vừa. Đỏ trơn 2X 60. Đỏ trơn size 2X cho em nha, 60k nha mọi người nha. Đỏ trơn size 2X ạ. Em trả các chị 60k. Ai lấy chút cho mã đỏ trơn 2X cho em nha. Rồi hồng trơn. Hồng trơn size M 60. Đỏ của chị Sáu Nguyên. Đỏ của chị Sáu Nguyên. Khi nào có người chốt bắt đầu để em lên mẫu khác nha. Rồi lại comment cho mã hồng trơn size M. Hồng trơn size M nha. Nói chung là form đồ như nhau nha. Hồng trơn size M. Ai lấy chút cho mã hồng trơn size M cho em. Rồi lên các chị một con đỏ chợ đỏ cả đá đây. Rồi con đỏ đá cho em ạ. À. Con đỏ đá này size L. Đỏ đá size L cho em, hàng 48, 140. Đỏ đá size L cho em nha. Rồi ạ. À. Hoa hồng 55kg chị mặc size M được nha. 55kg là nếu mà nói chung là hàng này nó có độ co giãn. Rồi cho chị Lê Phụng nha. Rồi có đây ạ, đỏ đá size L tay phồng nhẹ cho em, hàng 4 tà. Xả các chị ạ, bao nhiêu ạ? 140k. Hồng trơn này của chị, hồng trơn này của chị Thùy Trang Nguyễn Thị. Rồi ạ, lấy chút cho đỏ đá size L nha. Đỏ đá size L và kèm nguyên số cho em nha. Rồi lên các chị một con hồng cao cổ này. Lên các chị một con hồng cao cổ. Rồi có đây size XL, lên cho mã cao cổ cho em nha. Cổ cao. Cổ cao size XL nha, 60k. Cổ cao size XL em trả các chị 60k các chị ơi. Cổ cao đảo chơi chị không được rồi chị Linh Nguyễn ơi, có con à. Ai lấy comment cho mã cổ cao size XL nha. Rồi trả các chị ạ. À. Cổ cao XL của chị Cúc Hoa, cổ cao XL. Cái đảo đá đây size L chị Trần Thị Phương Thùy lấy đúng không? Lấy thì ok cho em nha.
chị mang về cho thuê hay sao chị ơi, tại vì là nó nhiều size á. Rồi cho chị Phương Thúy 140. Rồi cố gắng tương tác cho mọi người nha, cố gắng tương tác lên cho em ạ. Rồi tìm S em vẫn còn đây, hồng cam. Rồi cổ cam chốt rồi, hồng cam size M các chị ơi, hồng cam size M cho em ạ, 60k. Hồng cam size M 60 cho em nha, hồng cam size M 60. Hồng cam size M 60 cho em ạ. Quần lụa tạm thời em hết rồi chị. Rồi hồng cam size M xả 60k. Ai lấy chút liền cho em nha, hồng cam size M. Rồi em lên các chị một cái cách tân cho em hàng mới này, cách tân hàng mới cho em. Em có size M LXL, lên cho mã cách tân kèm size M LXL cho em nha. Cổ cao em hết rồi. Rồi lại comment cho mã cách tân kèm size M LXL nha. Rồi hồng cam của chị Thùy Trang Nguyễn Thị. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em mã cách tân kèm size ạ, 49k mọi người nha. 49k một áo thôi. 49k lên cho em mã cách tân kèm size M LXL. Có chơi 4 tà. Dạ rồi để em coi nha. Rồi lên cho em cách tân sẽ XL cho chị Thu Trâm Lê Thị. Biết là có không ta? Rồi XL cho chị Thu Trâm Lê Thị, em chỉ còn một con size L thôi. Size L cho chị Hà Thùy Nguyễn hả? Size L cho chị Hà Thùy Nguyễn nha. Cách tân em chỉ có vài con thôi mọi người nha. Rồi cách tân em chỉ có vài con thôi. Váy nè mọi người ơi, váy hôm qua bỏ hết xuống thôi nên đi đâu ở đây. Váy này cho em nha, váy này cho em ạ. Váy mặc Tết nha, mặc đi dạo mà chung mà cà phê các kiểu, lót hai lớp cho em nha. 50-65 cân là em có size. Lấy thì comment cho mã váy đỏ kèm size cho em 89k một váy nha. Đây ạ, mặc lên nó là dài qua gối như này. 89k một váy cho em ạ. Từ 55-65 cân là em có size nha. Từ 50-65 cân là em có size. Chị nào lấy comment cho em mã váy đỏ kèm số ký cho em nha. 50-65 cân là có size ạ. Cách tân em hết rồi. Lên đúng mã là mã váy cho em nha mọi người nha. Mã váy kèm số ký 50-65 cân. Ai lấy comment nhanh tay cho mã váy cho em ạ. Váy kèm số nhá. Đây là đỏ 2X này em còn này. Đây đỏ 2X cổ vuông. Đỏ size 2X cho em ạ. Cổ vuông cho em 60k xả luôn. 60k cho em ạ. Cổ vuông tay phòng cho em size 2XL. 60-65 cơ mặc vừa. Lên đúng mã là mã cổ vuông cho em nha. 60-65 cơ mặc vừa này. Cổ vuông đỏ này cho chị Linh Nguyễn này. Cổ vuông đỏ cho chị Linh Nguyễn 60k thôi. Cổ vuông đỏ chị Linh Nguyễn nha. Rồi con này 2X này các chị này, size 2X luôn. Cam ngọc size 2X cho em ạ, xả 60k. Bây giờ mình có đơn á. Cam ngọc size 2X xả 60. Cam ngọc size 2X cho em, chị nào size 2X chốt con này cho em nha. Cam ngọc size 2X ạ, đỏ em trước chị Linh Nguyễn rồi. Rồi em lên cho mã cam ngọc con này size 2X luôn. Xả các chị 60k, chị nào size 2X thì chốt cho em nha. Hàng xả hàng trơn, size lớn cũng ít lắm. Cam ngọc size 2X ạ, rồi em chốt rồi trẻ ơi, em chốt rồi. Cam ngọc size 2X em xả các chị 60k nha. Cam ngọc size 2XL em xả các chị 60k nha mọi người nha. 60k. Rồi cái tên này em có size M, L, XL này. Cái tên này nha, em có size M, L và XL. Chị nào lấy comment cho mã cái tên xanh. Cái tên xanh kèm size M, L, XL. Cái tên xanh nha. Cái tên xanh kèm size M, L, XL. Con này là dạng thổ cẩm nha mọi người nha. M, L và XL mỗi size có đúng cái thôi. Rồi cách tân xanh kèm size M, L, XL cho em ạ. Rồi 49k một áo nhá. 49k một áo. Ai lấy chút cho mã cách tân xanh ạ. Kèm size M, L, XL cho em xả các chị 49k nha. Rồi em lên về cái hàng lẻ lẻ cho các chị nha. Rồi cách tân xanh ạ. M, L, XL này. Chị Hà Thùy Nguyễn này. Hà Thùy Nguyễn nha. Để em coi còn cái nào thì em chốt tiếp nha. Rồi cái đó XL đúng không? XL em vẫn còn size XL. M, L, XL. Rồi em còn một con size XL các chị ơi. Dạ nhận được đơn trước rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị. Rồi ạ, cái tên xanh cho chị Trần Phương Thúy một cái này. Rồi ok chế này. Rồi con này trắng cho em nha, một con duy nhất nha mọi người, con nào có size em báo nhá. Trắng size L siêu đẹp 79k. Trắng size L 79, trời ơi con này đúng họa tiết Tết luôn nè mọi người này. Họa tiết pháo đồ treo lên này, hoa đào này. Rồi nhanh tay ạ, trắng size L này mà các chị có dự định mặc Tết rồi à, bánh trưng bánh tét các kiểu này, nhanh tay ạ. Trắng size L79K có con thôi. Trắng size L79 nhá. Của chị Nguyễn Kim Hoàng. Rồi của chị Nguyễn Kim Hoàng có đơn chưa? Nguyễn Kim Hoàng có đơn rồi ạ. Rồi con này cho em ạ. Một con đó là dạng gấm nhá. Mấy cái hàng này lẻ lẻ thôi, không có số lượng đâu. Này em có chỉ có một cái thôi. Rồi trắng hoa size M đẹp quá. Con này là dạng gấm xốp cho em. Quá đẹp luôn. Trắng hoa size M xả các chị luôn 79K. Lên đúng mã là mã trắng hoa 79 ạ. Size M nha, 50 cân đổ lại mặc vừa cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Lên cho mã trắng hoa size M giả các chị 79k mọi người ơi, đẹp quá ạ. Trắng hoa size M. Con này trắng gấm nhá, trắng gấm chị Sáu Nguyên. Rồi con này đỏ cho em nha mọi người ơi. Đỏ này em có size S.
L. Đó này em có đúng hai cái hai size S và L. Đó nha mọi người ơi, đỏ S và đỏ L cho em 79k nha. Trời ơi, mặc Tết cũng đúng rất là đẹp luôn. Rồi đỏ S và đỏ L cho em ạ. Trắng hoa em hết đỏ S và đỏ L. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Cái này em có đúng hai cái thôi. Trắng em hết rồi các chị ơi, trắng em hết rồi. Lên đúng mã cho mã đỏ size S và đỏ size L. Đỏ size L chị Sáu Nguyên. Đỏ S này em chỉ còn một con chị Hà Thùy Nguyễn nhá. Rồi con này cho em ạ. Con này em có size SML. SML nha mọi người nha. SMXL chứ không phải SML. SM sorry. Cái này ghi sai rồi. MLXL. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. ML7XL nha. Lên cho mã hoa đen. Trời ơi đẹp lắm luôn. Chất vải siêu đẹp luôn. Hoa đen cổ cao kèm size MLXL. Trời ơi nhìn vậy thôi chứ không có tối màu đâu nha mọi người nha. Cái nền đen nhưng mà hoa là hoa vàng hoa đỏ cho em nha. Hoa đen còn kèm size MLXL. MLXL cho em ạ. Đã S em hết rồi. Rồi lên đục mã cho mã hoa đen cho em ạ. Cổ cao cho em đến gần mọi người xem cái họa tiết của nó này. Rất là đẹp luôn. Hoa đen kèm size 57kg thì mã size XL cho em nha. Rồi hoa đen này size XL này chứ chị Thu Trâm Lê Thị này. Rồi em còn size ML thôi. Hoa đen size ML cho hai cái này chị Hà Thùy Nguyễn một cả hai cái luôn đi ạ. Rồi cái này nha. Cái này em có số lượng ít nha. Rồi F và M lên cho mã xanh. Họa tiết Tết nha mọi người nha. Xanh kèm size SM đẹp quá. Xanh kèm size SM thôi. Chị nào nhanh tay thì được có đúng hai cái thôi. Hoa đen em hết rồi. Mọi người hãy nhanh tay nha mọi người ơi. Xạ 79k một áo thật sự luôn. Cái giá này là giá nó rất là sát luôn. Em chỉ lời gọi là tiền nghìn ở trên đó chứ không được là 17.000 ở đâu. Rồi lên cho mã xanh kèm size SM cho em nha. Xạ các chị ạ 79k. Xanh kèm size SM có độ co giãn nhẹ các chị ơi. Hoa đen em hết ạ. Rồi chốt hàng kèm số nha mọi người nha. Rồi xanh này SM này Hà Thị Nguyễn này. Rồi con này cho em ạ, một con dạng họa tiết thổ cẩm. Một con dạng thổ cẩm nha mọi người nha. Rồi em có size SM thôi. Thổ cẩm kèm size S hoặc M cho em. Trời cái màu này nó đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm luôn. Xanh em hết rồi các chị ơi. Thổ cẩm kèm size SM. Trời ơi cái chất vải của nó. Trời mê chưa mọi người ơi. Mê chưa. Xả hết chuẩn bị đám với dạ. Đúng rồi Tết em cũng ăn Tết xong là em cũng xinh. Nên em cũng phải xả hết cho các chị thôi. Rồi lại comment nhanh tay cho mã thổ cẩm kèm size nha. SM. Thổ cẩm size M chị Sáu Nguyên. Thổ cẩm size M cho chị Oanh Nguyễn. Rồi em còn hai con size S mọi người ơi. Em còn hai con size S thôi. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái form này em nghĩ là 50 cân đổ lại là ok nha. Thổ cẩm Hoan Trần. Hoan Trần bây giờ mới có đơn à. Thổ cẩm chị Hoan Trần nhưng lại cũng có một cái đấy phải. Hoan Trần. Rồi thổ cẩm cho chị Phạm Thu. Rồi em hết nha. Em hết thổ cẩm luôn. Rồi cái này chị em nha. Đỏ nha mọi người ơi. Đỏ cái họa tiết này thật sự luôn. Năm nào em cũng bán nhưng mà năm nào cũng rất là hot luôn nha. Lên cho mã đỏ. Bi đỏ kèm size SML. Bi đỏ kèm size SML. Các chị mặc cho em một cái quần màu vàng đồng nữa là ba đẹp nha. Bi đỏ kèm size SML cho em. Số lượng cũng không có nhiều nha mọi người nha. Cố gắng chốt nhanh tay cho em ạ. Bi đỏ kèm size cho em ạ. Cái này các chị mặc cho em một cái quần màu vàng nữa là ok nha. Bi đỏ kèm size SML. Thổ cẩm em hết rồi mọi người. Thổ cẩm em hết rồi nha. Bi đỏ. Bi đỏ lên cho em ạ. Bi đỏ này. Đỏ size ML cho chị Hà Thùy Nguyên này. Đỏ size M. Size L cho chị Hà Thùy Nguyên. Rồi em còn size SML nha. Còn đủ size SML. SML bi đỏ size L cho chị Thu Trâm Lê Thị. Thu Trâm Lê Thị. Rồi ai lấy comment cho em nha. Thu Trâm Lê Thị 3X không ạ? Dạ không có rồi chị ơi. Bi đỏ size L cho chị Yến Phạm. Rồi bi đỏ kèm size nha mọi người nha. Bi đỏ S gì đó chị Lê Phụng ơi. Size gì đấy chị Lê Phụng. Chị Lê Phụng chốt size 55kg đúng không? Lê Phụng chốt size 55kg đúng không? Lê Phụng size L. Rồi em còn đủ SML nha. Rồi Trần Dung bi đỏ size L chốt hàng kèm số này chị ơi. Trần Dung kèm số cho em nha. Rồi dâu tay bi đỏ size M dồn đơn. Dâu tay bi đỏ size M dồn đơn. Trần Dung size L ok chị yêu. Rồi mọi người lấy thì cứ comment cho em nha. Có 3X không ạ? À? Áo sau lưng em có 3X dạ có chị ơi nha. Lấy chút nhanh tay cho mã bi đỏ kèm size SML cho em nha. SML. Xả các chị với giá chị có là 79k nha mọi người nha. Đây cái trắng này đẹp lắm này. Lên lại cái trắng này đẹp xuất sắc cho mọi người nha. Trắng kèm size đi mọi người ơi. Trắng kèm size S thôi. Có một cái. Có một size thôi. Ok chị Lê Phụng ạ. Rồi lại comment cho mã trắng size S. Trời ơi đẹp lắm. Thật sự cái này mà mặc đi chụp á. Càng chụp hình mấy cái form mà kiểu nền trắng như thế này là càng đẹp nhá. Rồi lên cho em ạ. Bi đỏ size S cho chị Linh Nguyễn.
Linh Nguyễn nha, hai Linh Nguyễn khách nhau đi. Rồi lại comment cho em mã trắng sẽ ép cho em mã có đúng không sai thôi nha. Chị nào sẽ ép thì chốt. Trời ơi đẹp lắm luôn thật sự. Cái này mà mặc lên đi chụp hình thì bao nổi luôn nha. Rồi lại comment cho em mã trắng sẽ ép cho em mã có đúng một hai con nữa thôi nha. Em xả rốt hết ạ. 79k ai lấy chút nhanh tay các chị ơi, siêu đẹp nha. Chị nào sẽ ép tranh thủ chốt cho em form rất là đẹp. Form tài dài tà A luôn. Lên đúng mã là mã trắng sẽ kèm số cho em nha. Trắng sẽ ạ. À, bi đỏ sẽ đâm chốt rồi, bi đỏ sẽ đâm chốt rồi nha. Rồi, bi đỏ này, hoa đỏ này mọi người ơi. Hoa đỏ này em có size M. Hoa đỏ này em có đúng một size thôi. Hoa đỏ size M. Hoa đỏ size M mọi người nha. Mã trắng nó đẹp và các chị không chốt hả? Rồi, hoa đỏ size M cho em nha. Rồi 79k luôn mọi người nha. Hoa đỏ size M 79 ạ. Ai lấy chút liền cho em rất là đẹp nha. Hoa đỏ size M cho em ạ. 79k, lấy comment cho mã hoa đỏ size M. Mã trắng sẽ chị Lê Phụng nghe kỹ size nha. Chị Lê Phụng nha. Cái này là các chị tự chọn size nha. Mặc quần áo size gì chốt size đó hoặc là mua dùm thì em không biết nha. Ngày mai nhân viên sẽ báo đúng size và gửi đúng size các chị nhá. Rồi hoa đỏ kèm size M. Hoa đỏ size M cho em nha. Có duy nhất một size thôi. Size M 50k đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa đỏ M cho em nha. 50k đổ lại là mặc đẹp ạ. À. Lên cho mã hoa đỏ M. Rồi con này hoa hướng dương này các chị này. Hướng dương em có size FM nha. Chấm tương tác lên giúp em nha mọi người ơi. Chấm tương tác lên giúp em nha. Hướng dương, trời ơi cổ cao. Chị nào hóng cổ cao chút liền con này cho em ạ. À. Hướng dương em có size F và size M. Chị nào lấy chút cho mã hướng dương. Hướng dương kèm size S hoặc M cho em nha. S hoặc M thích lên cái gì thì cứ bảo em để em lên nha. Rồi hướng dương kèm size S hoặc M cho em nha. Hướng dương size FM này cho chị Hà. À có hai con thôi. Rồi Hà thì Nguyễn này. Mã trắng em chốt rồi nha. Đỏ size M Lê Nhi này. Cô bán chốt hàng kèm số nha chị các chị ơi. Lê Nhi con có số không? Rồi ok Lê Nhi. Chốt cho em từ hai cái nha mọi người nha. Rồi em còn một con hướng dương size M nữa thôi. Em chỉ còn một con hướng dương size M nữa nha. À, hoa 55 cân vừa thôi. Chị mặc quần áo size gì cứ chốt size đó cho em nha. Hôm nay em có đúng một con size L. Hôm nay em chỉ có size L nha. Cố cho em với một cái quần màu đen nữa là bao đẹp nha. Có dấu hồng không? Dạ có luôn. Hồng size L mọi người nha. Hồng size L cố cho em một cái quần màu đen. Đẹp lắm nhá. Hồng size L kèm số cho em ạ. 50-55 cân là mặc đẹp nhá. Lên đúng mã là mã hồng size L. Hồng size L kèm số cho em nha. Rồi em lên vài cái trơn cho mọi người nha. Em ngồi em like xảy các chị nha. Hồng size L cho chị Hà Thúy Nguyễn một cá này. Rồi ạ, Hà Thúy Phạm có đơn chưa? Hồng size L cho chị Nhí Hồng một cá này. Hà Thúy Phạm chốt hàng kèm số chị ơi. Lên trơn nữa đi ok. Nguyễn Kim Hằng một cá này. Hà Thúy Phạm này. Rồi ạ, Hồng cho chị Nhung Trần này. Rồi ok ạ. Phương Phương, có gì coi lại Phương Phương giúp chị cái 52 cân hướng dương 52 cân là nếu mà chị cao 1m55 là vừa. Ok Hà Thúy Phạm ạ, sẽ đi rồi mọi người cứ lấy chốt cho em nha. Hà Thúy Phạm lên số cho em nha mọi người ơi. Chốt hồng kèm số cho em ạ, hồng size L. Hồng size L nha, lên số chị Hà Thúy Phạm ơi. Trơn đây, trơn đây. Trơn nha mọi người nha. Rồi ạ, hồng trơn cho em sẽ ép nè. Hà Thúy Phạm lên số mọi người ơi, cố gắng chốt hàng kèm số cho em nha. Rồi ạ, mã trơn sẽ ép ạ. Hồng trơn sẽ ép cho em ạ, 60k. Hồng trơn sẽ ép 60, phần cổ và phần tay của nó viền màu đen. Là các chị mặc cho em cái quần màu đen là đẹp nhá. Hồng trơn sẽ ép cho em ạ, 79k một áo, các chị bao giá tại Facebook luôn. Rồi lại comment nhanh tay cho em ạ. Hồng trơn sẽ ép ạ, hồng trơn sẽ ép của chị ạ. Thùy Trang Nguyễn Thị có đơn. Rồi con này cho em ạ, xanh ngọc size M này. Hồng trơn em tạm thời hết rồi để em lên mẫu khác nha. Rồi xanh xanh ngọc size M cho em 60k. À quên, con này sorry các chị cách tên nha. Con này cách tên size M lên cho mã cách tên xanh em xả các chị 40k. Cách tên xanh nha. Xả các chị 40k mọi người nha. Cách tên xanh em xả các chị 40. Ai lấy comment trên tay cho mã cách tên xanh xả các chị 40. 6 nguyên được hồng chưa? Dạ được rồi chị ơi, được rồi nha. 60 chị cách tên hồng. Rồi con này ạ, cách tên cho chị Hà Thúy Nguyên. Hà Thúy Nguyên. Và em lên các chị một con cách tên vàng này nữa đi. Cách tên vàng này em có đủ size này, MLXL. Cách tên vàng em có đủ size nha. Cái này là họa tiết, nó là dạ thổ cẩm nha. Cách tên vàng kèm size MLXL cho em nha. Rồi 49k lâu rồi mới thấy em like. Em like được khoảng tuần nay rồi chị. Rồi cách tên vàng nha. Cách tên vàng kèm size MLXL cho em nha. Mình Châu Quốc Thị hả?
Rồi cái tên vàng này MLXL cho chị Hà Thùy Nguyễn này. M này. Cái tên vàng nha, cái tên vàng kèm size, à cái tên vàng kèm size đi ạ, cái tên vàng kèm size. MLXL chị Hà Thùy Nguyễn. Rồi em vẫn còn cái tên vàng. Chị lấy size M được không chị ơi? Chị lấy size M được không chị Oanh Nguyễn ơi? Anh à, chưa sẽ S không có đâu. Tại vì cái tên này họ không có mặc ôm đâu. MLXL chị Hà Thùy Nguyễn. Rồi ai lấy comment cho em nha. Rồi cái tên kèm size MLXL nha. À, cái tên vàng size L chị Trần Lân. Ok chị này. Cái tên vàng size L chị Trần Lân. Bây giờ mình có đơn phỏng. Giờ mình có. Rồi mọi người lấy thì comment nhanh tay cho em nha. Trần Lân chú hàng đủ đơn nha. Chị Anh Nguyễn lấy size M được không? Rồi em chỉ còn à, em chỉ còn 55 cân hả? Chị Kiều dễ thương này, em lấy cho chị một cái size 55 cân này, size XL này. 55 cân cho chị Kiều Thùy Nguyễn này. Nói chung cứ lên cân đi, em thấy vừa là em chốt nha. Rồi em còn một con size M Kiều dễ thương. Hình như Kiều dễ thương bây giờ mới có đơn à? Ủa Kiều dễ thương bây giờ mới có đơn hả chị ơi? Rồi hồng này, hồng này, hồng này không có khổ. Để em chút xíu nha, để em chút xíu em lên đẩy lên này cái hàng chơi cho các chị này. Lên về cái hàng chơi cho mọi người nha, để em chút xíu. Rồi hồng chơi này, hồng chơi có khổ nha. Dạ, sao chị L vừa nhé là sao? L vừa nhé. L nữa nhé hả? L nữa nhé, em chỉ còn một con size M. Rồi hồng trơn cổ cao lên đường mãi cho em size S nha. Đẹp chưa? Cổ cao size S ạ, 60k. Em không có xinh xám chị ơi, em chỉ đang là áo dài thôi. Rồi lấy comment cho em là mã cổ cao size S nè. Cũng là viền như này nha, 60k. Hồng trơn cổ cao size S nha. Cổ cao size S 60. Chị nào lấy chút nhanh tay cho em ạ. Kiều dễ thương Kiều dễ thương lên lại số giúp em chị ơi. Kiều dễ thương lên lại số giúp em nha. Cái tên vàng xe mò chị Lê Phụng này. Cái tên vàng chị Lê Phụng này. Rồi cổ cao này của chị Lê Tam này. Cổ cao chứ chị. Cái đó chị Lê Tam. Cái hồng trơn lúc nãy vừa bỏ vô á. Đập tên ai thì chốt người đó nha. Rồi của chị Lê Tam. Rồi cái này ạ, cổ cao size L cho em nha. Size L ạ. Lên cho mã cổ cao size L cho em ạ, 60k. Rồi em thấy số của chị Kiều dễ thương rồi. Cổ cao size L cho em ạ, 60k. Lên đúng mã là mã cổ cao size L nha. Cổ cao size L. Rồi cổ cao size S em hết rồi, lên cho mã cổ cao size L. Cổ cao size L chị Sáu Nguyên. Cổ cao size L chị Sáu Nguyên nha. Rồi lên các chị một con hồng cam. Hàng trơn nha mọi người nha. Rồi ạ, hồng cam size L 60k cho em ạ. Hàng trơn xả các chị 60k. Hồng cam size L 60 các chị ơi. Hồng cam size L 60k. Ai lấy comment cho mã hồng cam size L nha. Hồng cam size L 60. Hồng cam size L 60k. Hồng kia em hết rồi. Gấm vàng đã treo, gấm vàng, gấm vàng, gấm vàng là cái nào ta? Rồi lấy comment cho mã hồng cam size L nha. Chị nào lấy chốt cho mã hồng cam size L. Rồi con hồng rút này mọi người ơi. Hồng rút size M cho em ạ, 60k hồng rút. Hồng rút size M 60 cho em nha. Dạ chị Kim Liên. Rồi ạ, đơn của mình được chưa chưa chị ơi? Chị chưa được nha. Được ai được em sẽ đọc tên. Rồi lại comment cho em nha. Rồi ạ, hồng rút size M. Hồng rút size M 60. Ai lấy xuất cho mã hồng rút size M cho em nha. Xả 60k mà chị ơi. Hồng rút size M 60. Rồi lên các chị một con hồng theo. Con này size L. Hồng theo size L 89k. Hồng theo size L cho em hàng chi phong nha. Rồi lại comment cho mã hồng theo size L 80k. Hồng theo size L 89. Hồng theo size L 89k. Đây bộ hả? Bộ này. Bộ này to. Bộ này còn to quá. Hồng phấn cổ cao này mọi người ơi. Hồng phấn cổ cao giúp em nha. Hồng phấn cổ cao con này size M. Hồng phấn cổ cao size M. Hồng phấn cổ cao. Lên cho mã hồng phấn cho em size M cho em nha. 60k. Hồng phấn size M 60 các chị ơi. Hồng phấn size M 60. Ai lấy chút cho mã hồng phấn size M cho em nha. 60k nha. Hồng phấn size M 60 nha mọi người. Hồng phấn size M 60k. Lên áo sau lưng đi hả? Có to rồi em một tí. Hồng phấn 60k chị Nguyễn Lệ. Hồng phấn 60k của chị Nguyễn Lệ nha. Rồi có này bộ to để em lên nha. Rồi có này hồng sen size M cho em ạ. 60k luôn. Hồng sen size M cho em ạ, 60k nha. Cả áo học sinh, trắng học sinh em có nguyên bộ á chị Kim Liên. Nguyên bộ học sinh em đang xả 110k một bộ á chị. Lấy thì comment cho em nha. Bộ học sinh nó là như này nha. Nó kèm quần luôn. Lên cho mã bộ học sinh cho em. Bây giờ em chỉ còn size M đến size 2XL nha. Lên cho mã bộ học sinh kèm size M, L, XL cho em nha. Xả các chị ạ. Tới 2XL luôn á. Xả 101. Lên cho mã bộ học sinh kèm size 110k một bộ nha.
Rồi mã hồng sen này, hồng sen của chị Lê Phục 60k. Em hết quần luôn rồi á chị, giơ tay em hết sạch quần rồi á chị. Rồi các bạn đổi là nó xa hàng 60 rồi, nó không còn hàng mà hàng ngoại nữa. Rồi vàng cho em nha. Trời ơi. Đây em lên đã, đây là nó rớt ở đây, có cái nào em lên cái đó nha. Nó có rớt cái nào em lên cái đó. Vàng sẫy color mọi người, học sinh sẫy color chị Phúc Hoa một bộ này. Học sinh sẫy color nha. Ghi ra để là xuống cái lựa. Học sinh sẽ XL cho chị Quốc Hoa một bộ nhá. Rồi cái này cho em ạ, vàng XL cho em ạ 60k. Vàng XL 60k cho em ạ. Rồi bộ học sinh hai bộ size M chị Kim Liên. Bộ học sinh hai bộ size M chị Kim Liên. Khi đó để tí xuống lấy. Rồi lại comment nhanh tay các chị ơi, siêu đẹp luôn. Vàng XL 60k. Vàng sẽ XL cho em nha. Coi tin nhắn của chị Sập ơi. Nhung ơi Nhung. Nhung ơi. Có sáng chưa, có đơn của chị Phương Phương á. Chị cọc hay chị đồ gì á, có gì coi tin nhắn của chị thử. Tin nhắn trong Zalo số hotline hay sao chị ơi. Và xin lời cho chị Trần Dung. Và xin lời chị Trần Dung. Dạ bên em sẽ để ý nha, bên em sẽ để ý lại ạ. Rồi con này tím cho em ạ, tím theo nha. Tím theo con này xe mờ, đẹp quá. Tím theo xe mờ 89 mọi người ơi. Tím theo xe mờ 89k rồi, chị Trần Dung em dồn rồi. Rồi tím theo xe mờ 89 nha. Tím theo xe mờ 89k. Hàng đỏ sau lưng hả? Đỏ sau lưng là con này hả? Đầm đỏ cho em ạ. Có size từ 55 đến 65 cân mặc vừa. Lên đúng mã cho mã đầm đỏ cho em nha. Xả các chị 89k một đầm nha. 89k một đầm. Chị nào lấy bộ học sinh thì cứ báo này. Rồi ạ, mã tím theo size M này cho chị Yến Phạm này. Tím theo size M cho chị Yến Phạm nha. Rồi con này size to mọi người ơi. Chị nào size to chốt cho em nha. Rồi ạ, đỏ theo. Đẹp quá, con này mặc Tết đúng bài luôn. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga. Rồi đỏ theo size M 89k. Đỏ theo size M, hàng rất là dày dặn đẹp cho em nha. Hàng đỏ theo size M 89 ạ. Đỏ theo size M. Dạ chắc là địa chỉ ở trong hệ thống á chị. Rồi đỏ theo size M nha. Đỏ theo size M của chị Sáu Nguyên. Bây giờ em bóc chung cái nào em lên. Hàng theo hàng Tây Thi hay là hàng chi phong hay là hàng gì, hôm nay em cũng xả các chị 89 hết nhá. Cái đó là đỏ theo. Rồi ạ, lên cho mã hồng theo size 2X này các chị này, 60-65 cân mặc vừa siêu đẹp luôn. 60-65 cân mặc vừa, lên cho mã hồng theo 2X cho em nha. Hồng theo size 2X cho em ạ, 60-65 cân mặc vừa. Hôm nay em mệt nên em chỉ ngồi em like thôi. Ngày mai em sẽ quẩy thôi nha. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ, hồng theo size 2X ạ. Hàng này hàng siêu đẹp luôn, hàng chất lượng đủ cho em nha. 89k nha mọi người nha. Hồng theo 2X ạ, 89k lên cho mã hồng theo 2X 89 này. Rồi trắng theo size M luôn nha mọi người. Trắng theo sen size M 89k. Trắng theo size M 89 mọi người nha. Trắng theo size M 89k. Ai lấy chút cho mã trắng theo size M 89k nha mọi người nha. Rồi cái hồng này em có một bộ này, còn đúng một bộ sót lại này. Bộ này là size XL 55 đến 60 cân là mặc vừa cho em nha. Lên đúng mã là mã bộ hồng cho em là xả các chị 101 luôn. Bộ hồng nha, bộ hồng size XL 55 đến 60 cân mặc vừa cho em, kèm cả quần như này nha. Bộ hồng sẽ XL 55 60 cân mặc vừa. Em không biết nữa chị Minh Châu ơi, có gì nhân viên sẽ gọi điện báo đơn cho các chị nha. Bộ hồng 110. Ai lấy comment nhanh tay cho mã bộ hồng giúp em nha. 110k này của chị Cúc Hoa này. Ghi giúp lại 110 ngoài luôn. Rồi bộ hồng 110 này, rồi bộ này. Bộ vàng này còn đúng một bộ này, trả các chị 110 luôn. Có tìm Huế không? Dạ, bộ hồng em hết rồi. Bộ vàng 110 cho em nha, size 1X ạ. Em còn size to em mới xả giá này nha. Rất là đẹp luôn, bộ vàng 110 cho em size 1XL nha. Bộ vàng size 1X ạ. Dâu đỏ đuôi lết. Dạ, size dâu mà size L là hiếm lắm nha. Bộ vàng size XL 55 đến 60 cân mặc vừa cho em nha. Lên cho mã bộ vàng này. Chị nào size XL chốt nha, 110k. Bộ vàng size XL xả các chị 110 luôn nha. Chị nào size XL chốt liền cho em mã bộ vàng. XL 110 cho em ạ. Rồi bộ xanh. Em còn vài bộ em xả nốt 110k một bộ nha. Rồi bộ xanh này em có 1X và 2X này, đẹp lắm. Rồi bộ xanh này có 1X và 2X ạ. Xả các chị 110 luôn, chất vải siêu đẹp luôn nha. Bộ xanh có size 1X và 2X cho em ạ. Xả các chị 110k. Ai lấy chút nhanh tay cho em, rất là đẹp nha. Có 5X không? Các chị dạ không có 5X rồi chị, ít lắm. Không có, sợ không có đâu.
Rồi là comment cho mã bộ xanh 1X hoặc là bộ xanh 2X cho em ạ. Xã các chị 110 nha. À, bộ học sinh có ngọc không? Dạ có hàng cổ tròn luôn đó chị. Có cả hàng cổ tròn có ngọc luôn. Rồi bộ xanh ạ, à, kèm size 1X hoặc 2X cho em nha. Bộ xanh 1X cho chị Đặng Lan. Ghi 110. Em còn một con size 2X Trần Dung sao mất rồi. Em còn một bộ size 2X mọi người nha. Em còn một bộ size 2X này. Em còn một bộ size 2X nha mấy chị ơi. Hồng theo size XL cho em nha. Rồi bộ size 2X này. Chị Trần Huệ hả? Biện hợp là Trần Huệ hả? Rồi ok chị yêu. Rồi 2X cho chị Trần Huệ này. Biện hợp là Trần Huệ. Thử coi phải số đúng không? 101. Thử coi Trần Huệ đúng không? Rồi ạ, bộ này hồng theo cho em nha. Hồng theo con này size XL. Hồng theo size XL 89K. Hồng theo size XL xã các chị 89 nhá. XL 55 đến 60K là mặc vừa. Lên cho mã hồng theo XL xã 89K. À, xảy Út Huệ hay là Huệ Út vậy. Số Zalo ở trên này á chị. Số Zalo là ở trên này luôn. Hoa chị Trân Huệ là số 846 đuôi hay là 864 đuôi? Số nào đúng? Chắc là cái số Trân Huệ kia kìa. Ừ, rồi chắc chị ghi nhờ. Rồi mã hồng theo của chị Sáu Nguyên. Mã hồng theo của chị Sáu Nguyên nha. Hồng theo của chị Sáu Nguyên. Hàng đá này mọi người. Hàng đá siêu đẹp nha. Xả luôn các chị 100k. Đá xay có đề xay XL 55 đến 60 cân mặc vừa cho em ạ. Lên cho mã đá xay cho em nha. 100k. Đá xay 100k nha. Các em thấy có người các bạn em nói sợ của chị. Là số của chị nào. Chị chỉ gọi cái số ở trên tường thôi nha chị ơi. Chỉ ở cái số ở trên tường thôi. Rồi có đề đá xay xay 1X cho em nha. 100k đá xay ngạ hàng mới nhá. Đá xay xay 1X cân xả các chị 100k. Đá xay xay 1X này. Xả các chị 100. Rồi em lên các chị một con đá hồng. Đá xanh của chị Trần Dung. Đơn nhiều cọc cài chuyển khoản em đi đơn mọi người nha. Rồi đá hồng size L. Hàng 4 tà cho em. Rất là đẹp luôn. Hàng 4 tà cho em tay phòng nha. Đá hồng size L cho em ạ. 140k. Đá hồng size L hàng 4 tà nha. À, số chốt đơn khác hay số chị số đó luôn. À, có 2-3 số chốt đơn á. Nói chung là cứ đúng cái hàng của các chị chốt thì chốt nha. Nói chung là chắc cũng không có ai lừa đảo gì đâu. Rồi lại comment cho em ạ, đá hồng size L cho em nha. Tay phòng hàng 4 tà cho em, chị nào size L thì chốt nha. 50-55 cơ mặc vừa lên cho mã đá hồng 140k. Đá hồng 140 các chị ơi. Hồng theo size L cho em nha. Hồng theo size L 89k. Hồng theo size L 89, hồng này hồng cam các chị ơi, hồng cam nha. Hồng theo size L 89k, hồng theo size L 89 nè. Hồng theo size L 89k. Rồi lên các chị một con màu xanh bơ. Chấm tương tác lên cho em mọi người ơi. Chấm tương tác lên cho em nha. Rồi đẹp quá. Xanh bơ xe mờ. Hồng theo xa lờ cho chị Việt Hồng. Hồng theo xa lờ cho chị Việt Hồng nha. Rồi bơ xe mờ cho em ạ. 70k. Đẹp quá xúc luôn á. Tay phòng cho em theo cổ như này nha. Rồi mã bơ xe mờ 70. Bơ xe mờ 70k. Ai lấy chút nhanh tay cho mã bơ xe mờ cho em 70 nha. Mừng quá. Hôm nay tương tác kém mà các chị tha hồ chốt. Trời ơi, hồng size M. Trời ơi, đẹp quá. Bơ size M. Phạm Huệ lên lại số chị ơi. Hồng size M cho em cũng là tay phòng theo nhẹ luôn 70k. Hồng size M 70, đẹp lắm luôn đó mọi người. Hồng size M 70k, mấy cái này size nhỏ này em đang tìm rất là hiếm luôn ý. Rồi, hồng size M chị Phạm Huệ luôn lên lại số giúp em chị Phạm Huệ này. Nghe quen quen này. Rồi em lên các chị nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp luôn đó mọi người. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Cam theo. Con này size 2X. Cam theo 2XL cho em ạ. 89k cam theo. Cam theo size 2XL cho em nha. Đây ạ, theo toàn bộ như này. Rồi cam theo size 2XL 89k cam theo size 2XL. Dạ tại vì em bóc chúng con này. Em lên con đó em không có lựa được á. Đẹp, đá xay xay lờ này chị Việt Hồng này, con này đẹp này. Đá xay xay lờ cho em nha. Hôm qua bữa quên nhắc. Dạ dạ rồi em có bảo có nhắc nhân viên rồi á chị. Rồi con này cho em nha. Lên cho em là mã xanh xay lờ cho em ạ. Xanh đá xay lờ đẹp quá luôn. Xanh đá xay lờ cho em 100k. Xanh đá xay lờ 100. Chị nào lấy chút cho mã đá xanh xay lờ cho em ạ. 100k mã đá xanh xay lờ. Đá xanh xay lờ cho em nha. 100k nha mọi người nha. Một con phối vàng này. Đá xanh xay lờ 100. Rồi con này cho em ạ. Vàng trơn nha. Con này vàng trơn. Con này xe to thế.
Con này size tới 3X luôn. Vàng trơn size 3X cho em ạ. Vàng trơn size 3X xả 60k. Vàng trơn size 3X kem xả 60k nha. Nhiều em chuyển khoản, dạ rồi, ok. Vàng trơn size 3X kem xả có chị 60k nha. Rồi con này hồng này. Hồng này, hồng trơn này em sót lại một con này. Hồng trơn size M. Hồng trơn size M cho em nha. Hồng cam đã vừa lên con L rồi á chị. Con nào size L á. Rồi hồng trơn size M em xả 60k các chị ơi. Hồng trơn size M xả 60. Hồng trơn size M lên màu đỏ hả chị? Rồi hồng trơn size M xả 60k nha. Ai lấy chốt cho em nha. Rồi cái này đỏ cho em nè. Đá size L chị Xuân Trương. Đá size L 100k chứ chị Xuân Trương. Có số chưa biết? Coi có số chưa? Chưa có. Xuân Trương chốt hàng kèm số chị Xuân Trương ơi. Cái này sẽ XL, đỏ XL cho em 70k tay phòng. Đỏ XL nha. Hồng trơn của chị Đặng Lan. Hồng trơn 60k Đặng Lan. Xuân Trương chốt hàng kèm số giúp em nha. Ai lấy comment nhanh tay cho em mã hồng, mã đỏ, đỏ xe XL 70k thôi, tay phòng theo nhẹ nhá. 70k lên cho mã đỏ XL 70. Đỏ XL cam trơn xe X có không chị? Dạ để em coi thử. Rồi đỏ XL cho em ạ. 70k hồng này. Hồng đá xa L này cũng đẹp lắm này. 100k luôn. Hồng đá xa L 100. Ai lấy comment nhanh tay cho mã hồng đá size L giúp em nha. Siêu đẹp luôn, xả các chị 100k. Chị nào size L hốt liền đi. Hồng đá size L 100k cho em ạ. Ok, số của chị Xuân Trương em thấy rồi. Rồi lấy comment cho mã hồng đá size L cho em nha. Xả các chị 100k. Một con xanh duy nhất nè. Đỏ. Đỏ size L đây. Đỏ size L của chị Mary Nguyên. Hồng đá của chị Ngô Nhanh. Chốt hàng kèm số nè. Ngô Ngô Nhanh chốt hàng kèm số giúp em chị ơi. Xanh size M 89k cho em ạ. Xanh size M nha. Đẹp không? Cái màu này siêu đẹp luôn. Ngô Nhanh chốt hàng kèm số đúng rồi. Hồng đá. Cái đó của Xuân Trương. Mã xanh của chị Sáu Nguyễn. Hồng đá Ngô Nhanh chốt hàng kèm số nha. Rồi ok chị Ngô Nhanh này. Hồng đá này 100k. Mọi người cố gắng chốt hàng hai cái đi. Trời ơi 30k đồng giá luôn mà. Nói chung là rẻ quá mà. Hồng phấn size M cho em ạ. 89k hồng phấn size M. Hồng phấn size M 89 mọi người ơi. Hồng phấn size M giúp em nha. 89k. Không thể lên mọi đề 3D hả? 3D từ nãy giờ em lên nhiều á. Chị thích size gì em lên cho chị Lê Võ Thị ơi. Rồi hồng phấn size M cho em ạ. 89k hồng phấn size M. Hồng đá này của chị Ngô Nhanh này. Xanh này của chị Sáu Nguyễn. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Không chị lấy đá size L. Là sao chị? Rồi ok. Hồng size M chị Sáu Nguyễn này. Hồng size M chị Sáu Nguyễn em luôn đủ hai cái rồi. Rồi ok ok. Rồi các chị cứ theo dõi trên like này cho em nha. Theo dõi trên like cho em ạ. Cam đất này. Cam đất con này là size M. Quá đẹp luôn. Cam đất size M cho em nha. Cam đất size M nha. 89k. Cam đất size M 89 mọi người nha. Cam đất size M 89k. Ai lấy comment ngay tay cho mã cam đất size M 89k. Lấy các chị một con xanh ngọc. Xanh ngọc size XL 100k. Xanh ngọc này đẹp không? Xanh ngọc size 1XL cho em nha. Xanh ngọc size 1XL có đá hồng phấn luôn chị ơi, có luôn. Có thiết kế 4 tạ size 2X có luôn chị. Rồi lại comment cho em ạ. Xanh ngọc size XL cho em rất là đẹp luôn. 100k. Xanh ngọc XL, cam đất của chị Minh Châu Khúc Thị. Rồi cố gắng chốt cho em từ hai cái nha. Rồi xanh ngọc size XL cho em ạ là 100k. Rồi mã rút này mọi người ơi. Xanh ngọc cho chị Nguyên Vũ. Xanh ngọc 100k chị Nguyên Vũ dồn đơn. Hồng rút mã rút size L. Rút này con này size L này. Rút size L cho em 60k. Rút size L nha. Hồng rút size L 60 nha. Rút size L 60k các chị ơi. Rút size L 60. Ai lấy comment ngay tay cho mã rút size L 60 nha. Cam theo đẹp này. Cam size S nha. Rồi cam size S là 89k. Cam size S 89 các chị ơi. Cam size S 89k nha. Cam size S trên bài trắng ở đây còn này Nhung này. Trên rồi trên này. Cam size S 89 cho em ạ. Cam size S nha. Đẹp lắm luôn.
Dạ rồi, ok chị. Dạ rồi. Rồi KCS89 cho em màu này siêu đẹp, siêu lạ luôn nha. KCS89K. Chị nào chưa đủ đơn, cố gắng chút đủ đơn nha. Hôm nay em like ít thôi các chị ơi, em like khoảng có 15 phút nữa em xuống nha. KCS89 ạ. KCS89K. Đây. 3D hả chị? Rồi 3D đây các chị ơi, size XL, lên cho mã thổ cẩm XL cho em ạ, 79K. Thổ cẩm size XL cho em nha. Bữa nay em đuối thật. Rồi thổ cẩm size XL, cái này họa tiết sọc sọc mặc rất là gọn luôn ấy. Lên quần chị lấy hả? Nhung ơi Nhung. Em thử coi, em coi hình như có một cái bao quần lụa mà màu lung tung á, có thể xả không? Thử coi coi. Có bao quần lụa nào? Hả? Có hả? Mang xuống đây chị xả đi. Thổ cẩm XL chị Thu Thảo Nguyễn. Ui quá rồi mấy chị ơi. Rồi hồng đá size XL này mọi người. Hồng đá XL 100k siêu đẹp luôn. Hồng đá XL chị nào nhanh tay thì được nhá. Hồng đá size XL cho em ạ, 100k hồng đá size XL. Quần phi hả? Quần phi đây em có đây. Hồng đá size XL nha. Rồi 100k hồng đá XL 100. Để em lên ít quần phi quần 19k các chị nha. Đã bắt cái quần B33 cái quần này bắt lên đây. Hồng đá size XL chị Mari Nguyên. Quần phi là xả 19 nha các chị. Quần phi em xả 19 nha. Nói chung độ mới rồi thì có cái cổ rất là mới như chưa qua sử dụng luôn. Nhưng có cái đây chị đã qua sử dụng nha. Rồi, quần áo em sẽ đập giá từng cái quần nha mọi người. Rồi chốt quần đi ạ. Hồng đá em hết rồi. Quần này vàng nha mọi người ơi, vàng 2X, vàng 2X 19K. Cái này em có từng cái thôi, em sẽ like từng cái cho mọi người nha. Vàng 2X 19K mọi người nha. Vàng size 2X 19K. Vàng size 2X 19K. Hồng size M 19K. Nha mọi người, hồng size M cho em FM mặc vừa, hồng size M 19 ạ. Nói chung để trong này nó bị nhan thô, các chị cứ thoải mái cho em. Kim Liên là lúc nãy có đơn để lựa được áo đấy. Rồi lại comment cho em nha, lựa. Dạ 19k mấy cái này độ mới trên 90% hết nha. Rồi 19k mã hồng size FM mặc vừa, lên cho mã hồng FM mặc vừa 19k quần lụa này mọi người. Quần lụa cho em 39k. Là hồng đặng lan. Lụa tím nhá, lụa tím size 1X 39k, lụa tím size 1X ạ. Lụa tím size 1X giúp em 39k lụa tím nè. Mã hồng của chị Đặng Lan rồi, lụa tím size 1X nhá, 39k. Dạ rồi ok chị em biết rồi. Rồi lụa tím cho em size L. Lụa tím size L 39 lúc nãy dành nhau không có nè mọi người nha. Bây giờ em còn số lượng ít thôi. Lụa tím size L 39k, lụa tím size 1X, lụa tím size L 39k. Rồi, lụa cam. Lụa cam size 4X cho em ạ, 39k lụa cam size 4X ạ. Lụa tím size L. Nguyên phạm, chốt hàng đủ đơn. Mấy cái hàng này em vẫn đang bán 60k và hôm nay em xả các chị ạ. Nhá. Xanh coban cho em nha. Xanh coban con này size S 39k. Xanh coban size S 39. 5 quần lụa 5 màu khác nhau. Size L hả? Size L ok chị. Trần Thị Phương Thúy. Xanh. Tay này cho chị 6 nguyên 39. Cam. Cam to cho ai? Martin Nguyên. 5 màu khác nhau size L. Cái vàng mới nè. Lụa ngọc trai cho em nha. Mới lắm. Vàng đi các chị ơi, vàng này em bán các chị 30k. Vàng này siêu mới luôn. Vàng kèm size đi, chúng size nào em chốt size đó cho em nha. Vàng kèm size cho em ạ, 30k. Vàng kèm size FMLXL gì đó, có size nào em chốt size đó nha. Vàng kèm size cho em ạ, FMLXL gì cũng được. Size này nó không có size L ta.
L. Tự 5 cái size L đủ màu cho chị ấy. Nói chung là size nào size M cho nhìn cái eo thôi chứ không cần phải nhìn size đâu, một cái thôi này. Và size L này cho chị Hồng Khanh này 30.000. Ôi. Cảm ơn mẹ. Và size L cho chị Hồng Khanh. Hôm nay là bắt đầu chính thức đuối. Và size L chị Hồng Khanh 30.000. Và LXL chị Kim Liên. Chị nào chưa được em đọc tên á thì chốt lại một lần nữa để em ấy nhá. Và LXL chị Kim Liên. Ba mươi nghìn, nhớ chị có cái quần vàng này tạ 30 thôi. Đây, đổi đưa một cái đó cho hả. Rồi. Và em chỉ còn một con size L thôi, chị nào size L chốt nhá. Và em chỉ còn một con size L thôi mấy chị ơi. Rồi, lựa đủ quần cho chị kia chưa. Và em chỉ còn một con size L thôi, chị nào chưa được size L này. Nguyên vụ có chưa? Đây cho chị nguyên vụ đi. Này LXL mà thoải mái. LXL mặc thoải mái. Rồi cái chất vải nó xịn lắm. Tím size L nha. Tím size L 39. Chất vải siêu xịn sò. Tím size L 39k mọi người nha. Tím size L. Hôm nay nay đuối quá rồi chị. Để bữa nào nha. Rồi tím size L cho em nha. Tím size L 39k. Tím size L. À lại chốt đúng mã cho em ạ. Tím size L 39 ạ. Rồi xanh cho em nha. Tím size L Kim Liên. Xanh FM mặc vừa cho em. Xanh lá FM mặc vừa cho em 39k. Xanh lá FM mặc vừa nhá. Đây cho mã xanh lá cho em ạ. FM mặc vừa xanh lá 39 ạ. Tím cho em nha. Tím ML mặc vừa. Lên cho mã tím cho em ML mặc vừa. Lên cho mã tím 39k. Tím ML mặc vừa. Lên cho mã tím ML mặc vừa 39k. Xanh này cho chị Oanh Nguyễn. Xanh cho chị Oanh Nguyễn 19k nha. Rồi hồng con này ạ, hồng phấn size M cho em ạ. Hồng phấn 19k FM mặc vừa. FM mặc vừa lên cho mã hồng phấn 19k nha. Xay là em hết rồi. Hồng phấn 19 các chị ơi. Hồng phấn 19k FM mặc vừa cho em hàng thanh lý nha. 19k FM mặc vừa hồng phấn 19k. Chị Sáu Nguyễn một cái này. Tìm em hết rồi. Rồi hồng phấn nha, 19k chị nào lấy chốt cho em ạ. FM mặc vừa, tím em hết rồi các chị ơi, em còn hồng. Hồng 19k Thu Nguyên bây giờ mới còn đơn à. Chốt hàng đủ đơn, học báo vô nha. Thu Nguyên bây giờ mới còn đơn. 19k mã hồng, chị nào lấy chốt. Hồng size M cho chị Oanh Nguyễn. Hồng size M cho chị Anh Nguyễn nha. Rồi vàng cho em nha các chị, vàng size FM nha, 19k. Hồng phấn em không có size L rồi. Rồi lấy comment cho mã vàng cho em ạ. Vàng sẽ FM mặc vừa cho em ạ. Vàng 19. Đỏ nha mọi người ơi. Đỏ size L cho em đẹp chưa. 19k. Đỏ L 19. Và S cho chị Như Như. Chốt hàng đủ đơn luôn nha mày chị ơi. Cái này phải các chị giặt, các chị ủi ra là mặc nhìn nó đẹp liền á nha mọi người. Rồi lấy comment cho em nha. Đỏ này của chị Sáu Nguyên này. Chị Như Như. Chốt hàng đủ đơn giúp em nha. Chốt hàng đủ đơn luôn. Con trắng này nó bị dính dơ một tí, về các chị chặt giúp em nha. FM mặc vừa lên cho mã trắng dơ. Có con này lên cho mã tặng đi ạ. Tặng không đồng. Một con trắng lụa tặng không đồng. Tặng không đồng nha. Đỏ em hết rồi này. Đỏ hả? Đỏ sai. Đỏ em chỉ còn FM thôi các chị. Đỏ em chỉ còn FM thôi nha. Mã tặng không đồng của chị Thu Lê. Rồi đỏ FM mặc vừa cho em nha. Đỏ đỏ FM mặc vừa. Rồi xanh lụa size 2X này, 39k, lụa xanh 2X 39 ạ. Lụa xanh đỏ mờ chị Sáu Nguyễn này. Lụa xanh 3X ạ. À, lấy comment nhanh tay cho em nha, 39k. Đỏ L hả? Đỏ L Phạm Huệ hả? Đây để em coi có em chốt nha. Giờ em nhìn lên thấy chị nào có là em chốt thôi chứ còn thật là không lướt nổi nữa. Đỏ hả? Đỏ. Đỏ em chỉ còn size mà FM thôi. Tặng em hết rồi. Đây. Đỏ size L nha cho chị Phạm Huệ nha.
rộng tí thì về có thể bóc lại chút chúng ta. Rồi trắng 19k FML mặc vừa, FM nha. Trắng 19 nha các chị. Trắng số lượng cũng ít lắm. Trắng 19k. Trắng 19k. À rồi giao để ngày mai nha, nha. Cánh sen đi em ạ. À. Dạ, trắng của chị Như Như. Hồng cánh sen ít lắm hết rồi. Hồng cánh sen chỉ còn size. Con này nó bị hư khóa, lên cho mã hư khóa em tặng. Hư khóa nha, hư khóa em tặng. Hư khóa tặng. Về chịu khó thay cái khóa tí. Trắng lụa này, 39 này. Trắng lụa size L 39k. Trắng lụa size L 39 ạ. Trắng lụa nha, size 3XL. Hư khóa của chị Hồng Khanh. Hư khóa Hồng Khanh. Rồi trắng lụa size XL 39k. Hồng phấn nha, hồng phấn size M 19 ạ. Hồng phấn size ML mặc vừa 19k. Hồng phấn size ML mặc vừa 19 các chị ơi. Trắng này. Ủa sao vẫn còn hư khóa ta? Các chị cố gắng chốt đủ đơn nha. Em la vài cái này em xuống thôi các chị ơi. Đây, trắng lụa nha, trắng lụa là ML mặc vừa. Đây em lên hàng lụa cho mọi người này. Trắng lụa 39 này cho chị Thu Nguyễn này. Em mai mốt hỏi là không có này. Tím FM mặc vừa, tím 39. FM mặc vừa cho em mã tím 39k. Em la nhanh nhanh rồi em xuống nhá. Tím FM mặc vừa lên cho mã tím 39k nha. Chị vàng FML. Ok chị. Vàng. Đây, Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn. Trắng lụa em hết rồi. Tím à. Tím hay của ai, đọc của ai chứ? Tím chưa. Hả? Tím chưa đọc ai hết. Tím em vẫn còn nha. Tím em vẫn còn cho chị Ngọc Chu Bích nè. Đây lại số chị Ngọc Chu Bích rồi. Đỏ cam. Size M 39k. Đỏ cam size M hàng lụa cho em nha. Đỏ cam size M 39 nè. Rồi xanh cho em ạ, à. Xanh size M, FM mặc vừa xanh 39k. Xanh size FM mặc vừa xanh 39 mọi người nhé. Rồi hồng cho em nha. Hồng FM mặc vừa lên cho mã hồng 39k, FM mặc vừa. Lên cho mã hồng 39 ạ, à. Hồng 39k. Em like nhanh nha mọi người, like nhanh giúp em nha. Rồi tím ML mặc vừa cho em ạ, à. Xả các chị ạ. À. Tím ML mặc vừa lên cho mã tím 39 ạ. À. Màu nu, màu vàng là sao? À, mã hồng của chị Sáu Nguyên. Mã tím của chị Oanh Nguyễn. Tím em hết rồi. Chị Phượng Nguyên hả? Phượng Nguyễn chốt cái gì? Tím size M em hết rồi, tím size M. Phượng Nguyên có đơn chưa? Số chưa? Rồi Phượng Nguyễn nha, chốt hàng đủ đơn nha. Chốt hàng đủ đơn cho em ạ. Mã đỏ. Đỏ size L 39k. Đỏ size L. Đỏ size L 39. Anh lấy chốt cho em nha. Rồi xanh này. Xanh này size M cho em. Mã số 1 cho em nha. Xem mấy con cái vàng, xem còn mấy cái vàng đến chị. Dạ có gì báo nhân viên là đếm cho chị, ở dưới kia vẫn còn. Đỏ L của chị Việt Hồng. Đỏ L của chị Việt Hồng. Khi mà nhân viên gọi điện chốt đơn á, các chị cứ bảo nhân viên là quần thanh lý 19k á, lựa cho chị nha. Ở dưới đấy chắc còn á. 1x2x lên cho mã cam. 1x2x lên cho mã cam. Rồi em xuống nha mọi người nha. Có gì ngày mai em lên nha, chứ đuối quá. M mặc vừa lên cho mã hồng phấn nhá. M mặc vừa lên cho mã hồng phấn này. Quần lụa bỏ hết ra đây. Bỏ lên trên đó để lựa cho khách, cái quần lụa không còn nhiều đâu. Hồng này, của chị Sáu Nguyên này. Cành sen trên đùi em hả? Cành sen ạ. À? Cành sen, em còn mã cam này. Còn mã cam. Xanh bơ, xanh mờ, chị Phương Nguyễn dồn đơn đi. Ơi, xanh bơ, chị Phương Nguyễn dồn đơn. Hồng phấn em hết, em còn cam size to thôi.
Mời con cho con. Nha, yeah, bye bye mọi người. Ngày mai có nhân viên em like nha. Chủ đâu là 80k chị. Cam của chị 6 Nguyễn.